Hello các chị nha, em chào các chị đẹp, chào cả nhà cả tuần, chào cả nhà tuần mới nha. Rồi hello mọi người, xem live chấm bài tương tác chia sẻ live lên giùm em. Hôm nay em live lộn xộn mẫu nha mọi người, lộn xộn mẫu. Và đầu live thì em bán room như em đang mặc nha, cho các chị giá 39.000, áp dụng chia sẻ live giùm em nha. Hello các chị đẹp. Rồi em chào chị Hương TK nha, em chào chị Cẩm Tiên, chào chị Cát Phượng, chào chị Duyên Dáng nha. Chị đẹp nào chưa chia sẻ live giùm em mọi người ơi. Em chào chị Dầu Ngọc nha. Rồi mọi người ơi, chia sẻ like cho em 3 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ công khai giúp em mọi người ha. 3 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ công khai, chụp màn hình lại giùm em nha. Chị nào chia sẻ like rồi chấm bài lên cho em thấy mọi người nha. Chấm lại cho em thấy. Rồi mẫu room nha em mặc nha các chị, 39.000. Em sẽ bán mẫu room 39.000 cho các chị trước, sau đó là em sẽ lên hàng giá rẻ cho các chị nha, đồng giá 40, 45, 50. À, những mẫu đó rất là dễ mặc luôn. Rồi các chị ơi, mẫu room em đang mặc đó là dây kéo ở phía trước mọi người nha, chất nó thun, chất là chất thun lạnh co giãn, mặc bao đẹp bao mát luôn. À, dây kéo phía trước rất dễ mặc, có hai túi và tay con nha mọi người. Các chị mặc mẫu này nó giống như là đầm của mình vậy đó, giống như là đầm vậy, cho nên là rất là dễ mặc luôn mà đi đứng thoải mái. Rồi 39k mã room nha các chị ơi, mã room 39k giùm em, các chị cứ chốt 39k, khi nào mà các chị chốt được em cho các chị chọn hoa và chọn size cho mọi người ha. Chị Như Nguyễn, em chào chị Như Nguyễn. À, áo bà ba màu đen, à, số 4 và số 5 hả chị? Bà ba màu đen em còn, em còn số 5 hết số 4 mà chị Như Nguyễn ơi. Em còn số 5 hết số 4, bà ba màu đen còn số 5 hết số 4 nha. Rồi mấy chị đẹp gái chia sẻ like cho em 3 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ công khai giúp em. Mẫu room em đang mặc 39.000, em chỉ chốt cho hai chế may mắn thôi nha. Chốt cho hai chị đẹp may mắn, có nhiều hoa lắm mọi người ơi. Có rất là nhiều hoa luôn ha. Thì hoa em sẽ lên sao các chị cứ chốt. Hoa em sẽ chọn sao cho các chị và chọn size cho mình nha. Có size từ 40kg cho đến 65kg nha mọi người. Đó, cái hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng sang hết. Rồi chế đẹp nào mình chia sẻ like rồi chấm bài lên giúp em để em thấy nè mọi người ơi. Mẫu râm em mặc nha, dễ thương cực kỳ luôn, bao đẹp bao sang. Hôm nay em cột tóc nhìn kỳ quá, tóc em quấn lên hoài, giờ nó quăng thành đuôi vậy nè mấy chị, nhìn mắc cười lắm. Rồi các chị đẹp ơi, chia sẻ like lên giúp em đi mọi người. Rồi chế đẹp nào chia sẻ like rồi bắt đầu comment giúp em 39k kèm số điện thoại, mẫu room nha. 39k kèm số điện thoại lên giùm em. Mẫu như em mà đẹp sang cực kỳ, đi đứng thoải mái nha mọi người ơi, đi tiệc đi chơi sang chảnh luôn. Rồi 39k, 39k kèm số điện thoại lên giúp em đi các chế đẹp gái. Khỏi cần là lên mã hoa mã gì hết, 39k là một xíu em chốt cho các chị, hoa em sẽ lựa cho các chị và lựa size cho mình luôn nha. Chị đẹp nào chưa chia sẻ like thì chia sẻ like lên giùm em. Chị Như Nguyễn chắc trong tuần này có, chị chắc tầm hôm nay là thứ hai ha, tầm thứ sáu, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tầm thứ sáu có hàng đó chứ đẹp, tầm thứ sáu có hàng nha. Rồi các chị đẹp gái ơi, 39k mã em mặc nè, đẹp chưa, em lên thử vài hoa cho mọi người xem nha, hoa nào cũng đẹp hết. À, mẫu em mặc là room nha, chất thun lạnh co giãn, đẹp cực kỳ luôn, có túi. Rồi chế đẹp nào chia sẻ like đầy đủ rồi thì comment lên 39k kèm số điện thoại lên cho em chốt đơn cho mình nha. Chốt cho hai chế đẹp may mắn, hai chế đẹp may mắn nha. Rồi lên giúp em 39k kèm số điện thoại lên giùm em nè, 39k số điện thoại lên giúp em nha các chế đẹp gái. Comment chị nào mà comment càng nhiều á thì sẽ có cơ hội mua 39k càng cao, tại vì em sẽ lướt comment mọi người nha, em lướt comment. Rồi đẹp chưa, ở cái này có cổ sơ mi nha, bao đẹp bao sang mọi người luôn. Dây kéo ở phía trước đó, dễ thương chưa. Chỉ có 39.000 một room thôi mấy chị đẹp, 39.000 một room thôi. Mọi người tiếp tục chia sẻ like lên giùm em, 3 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ công khai. Ờ, nhớ chụp màn hình lại nha. Chị nào chưa theo dõi trang fanpage em đang like thì nhấn theo dõi fanpage em đang like nha mọi người. Rồi quá đẹp luôn, quá đẹp quá xuất sắc. Rồi, ok chưa, cái lượt view tăng lên giùm em nha. Trời ơi, đi lượt chia sẻ mới có được 86 lượt, các chị lên được 100 lượt chia sẻ bắt đầu chốt, tăng view lên giúp em 100 người xem và 100 lượt chia sẻ đi mọi người ơi. Rồi 39k quá đẹp quá sang, có size cho mình từ 40kg cho tới 65kg nha. Chị đẹp nào mình chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ để em lướt comment, rồi em lướt comment chốt cho một chế đẹp đầu tiên nha, chốt cho một chế đẹp đầu tiên nè. Chị nào chưa chia sẻ like em đọc tên rồi mình mới chia sẻ like là không được nha các chị đẹp. Nhớ chia sẻ like xong chụp màn hình đã chia sẻ giùm em nha, không có hình ảnh chia sẻ em không chốt nha. Được chưa? Rồi em chốt cho chế may mắn nè.
Ok, chị Nguyễn Lan. Chị Nguyễn Lan. Rồi chị Nguyễn Lan nha, chị Nguyễn Lan còn đó không? Chế đẹp chị Nguyễn Lan còn đó không? Để em coi chị Nguyễn Lan chốt cái gì đây. Chị Nguyễn Lan số điện thoại 0905885161. Chị Nguyễn Lan nha, đây chị Nguyễn Lan avatar này. Đó. Chị Nguyễn Lan em thấy mình có chia sẻ rồi nè, mà không biết là trên nhóm mình có chia sẻ chưa. Rồi ok em chốt cho đầu tiên chị Nguyễn Lan nha. Em chốt một cái cho chế Nguyễn Lan nè, chị Nguyễn Lan chủ động. Chị nào được mua giá 39.000 thì chủ động inbox gửi những hình ảnh đã chia sẻ like qua giúp em. Rồi tiếp tục chia sẻ like giùm em sẽ chốt cho chị thứ hai nha mọi người ơi. Chị Nguyễn Lan. Mấy chị nhớ là chia sẻ like chụp màn hình lại nha, không có hình ảnh chia sẻ like em không bán đâu. Lượt chia sẻ càng cao, lượt view càng cao em sẽ chốt cho càng nhiều chị nha. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Chị Nguyễn Lan, nhớ gửi những ảnh đã chia sẻ like qua giúp em nha. Trời ơi mọi người ơi, bao nhiêu mà gần 100 người xem mà chưa được 100 lượt chia sẻ luôn. Các chị tiếp tục chia sẻ lên giúp em nè. Tiếp tục chia sẻ lên giùm em đi. 200 lượt chia sẻ em chốt tiếp mọi người nha. Lên 200 lượt chia sẻ giùm em chốt tiếp nè các chị đẹp. 39.000 một cái room như em đang mặc quá đẹp quá sang chảnh cho mọi người luôn. Nhiều hoa lắm nha. Tầm 20 loại hoa lận nha các chị, 20 mẫu hoa lận. Tiếp tục chia sẻ like lên cho em 200 lượt xem đi mọi người. 200 lượt á, 200 lượt chia sẻ nha. 200 lượt chia sẻ giúp em. Trời ơi, em lên hoa nào nó cũng đẹp nhức nhối cho các chị hết á. Rồi 200 lượt chia sẻ giùm em nè. Các chị cứ comment giúp em 39k kèm số điện thoại là ok nha. 39k kèm số điện thoại lên giùm em là ok. Rồi được chưa? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Trời ơi, chế đẹp, các chế đẹp chia sẻ like cho em, không chia sẻ like sao bán mọi người ơi. Chia sẻ like lên cho em hai được 200 lượt chia sẻ đi, tiếp tục chốt 39.000 cho các chị nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn đúng không? Quá đẹp luôn đúng không mấy chị? Rồi tiếp tục chốt cho một chị tiếp theo nè. 39k chốt cho chị tiếp theo nha. Rồi chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ like lên giùm em. Ở đây em thấy 100 người xem thì đáng ra em phải được ít nhất phải 300 lượt chia sẻ mọi người nha. Ít nhất là em phải được 300 lượt chia sẻ. Ở đây chưa tới 150 lượt chia sẻ luôn. Ok chị Nguyễn Ngọc Thủy. Chị Nguyễn Ngọc Thủy nha. Chị Nguyễn Ngọc Thủy avatar này nè, chế đẹp. Rồi chế Nguyễn Ngọc Thủy số điện thoại 0937 152774. Ok chị Ngọc Thủy. Chị Ngọc Thủy chủ động inbox giùm em nha Nguyễn Ngọc Thủy. Rồi em chốt cho Nguyễn Ngọc Thủy một cái nha. Em cứ chốt đó rồi các chị comment khi mà gửi những hình ảnh đầy đủ qua thì em sẽ chốt sai cho mọi người. Em sẽ chốt sai cho các chị đẹp. Rồi mọi người ơi, có chia sẻ thêm cho em chưa? Chia sẻ, tiếp tục chia sẻ lên cho em đi mọi người ơi. Tăng view em sẽ chốt thêm cho một chế đẹp nè. Đáng là bán cho hai chị thôi. Bây giờ em sẽ quyết định chốt thêm cho một chị nữa. Tiếp tục chia sẻ like lên giùm em nè. Chị Nguyễn Ngọc Thủy đúng không? Chị Nguyễn Ngọc Thủy. Chủ động inbox cho em nha. Nguyễn Ngọc Thủy. Đẹp lắm mọi người ơi, xuất sắc luôn. Có 39.000 à, không đâu rẻ bằng luôn. Tiếp tục chia sẻ like lên giùm em mọi người. Trời ơi các chị ơi, lên 200 lượt chia sẻ giùm em đi. Mọi người bao nhiêu người xem, 90 người xem mà không đạt được 150 lượt chia sẻ cho em rất là buồn luôn á. Quá là buồn cho các chị luôn. Rồi tiếp tục chia sẻ chốt cho chị thứ ba nha. Đáng là chốt cho hai trái đẹp thôi. Cái này em chốt nhiều quá là em đuối. Chốt nhiều quá là đuối cho mấy chị. Rồi tiếp tục chia sẻ like lên giùm em đi. Đạt 150 lượt chia sẻ. Chốt tiếp cho một trái đẹp thứ ba nè. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Đây. Dây kéo ở phía trước nha mấy trái đẹp. Đó, rất là dễ mặc luôn nha. Rồi 39k. Lên giùm em 39k mấy chị ơi. 39k thôi. Bao đẹp bao sang luôn mọi người. Trái đẹp là chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giúp em mọi người ơi. Trời ơi, có 120 mấy lượt chia sẻ, lên được 150 lượt chia sẻ đi, chốt tiếp nè mấy chị đẹp. 150 lượt chia sẻ chốt tiếp cho nè. Một chế đẹp nữa nè, ưu tiên thêm cho một chị nữa nha.
Nhớ nhấn theo dõi fanpage em đang like mọi người ơi. Lên 100 lượt view giùm em, 100 lượt view giúp em đi mọi người. Rồi em chốt cho chị nữa nha. Mọi người ơi chia sẻ like đi. Chị đẹp nào không chia sẻ like chọn chúng quá phí lắm nha. Rồi chốt thêm cho chị nữa nè. Nhanh tay chia sẻ lên 100 lượt view giùm em đi các chị. Lên 100 lượt view giùm em, 100 lượt view giúp em nha, 100 lượt view giúp em đi các chị đẹp. Chị nào chưa chia sẻ ok nè, 100 lượt view rồi nè. Chụp cái màn hình lại cho nó khí thế coi. Rồi chốt cho một chị tiếp theo nha. Mấy chị đẹp ơi, chị nào comment càng nhiều thì mình có cơ hội trúng càng lớn giùm em nha. Ok chị gì đây, chị Vi Thảo. Chị Vi Thảo avatar này, chị Vi Thảo còn ở đó comment có lên giúp em nha. Chị Vi Thảo, chị Vi Thảo số điện thoại 0365. Em chụp cái màn hình lại. Rồi chị Vi Thảo số điện thoại 0365337988. Ờ chị Vi Thảo nha. Ờ chị Vi Thảo còn đây không? Còn em mới chốt nha. Chị nào mà hotline rồi là không có nha các chị đẹp. Rồi chốt cho chị Vi Thảo nè. Chốt cho chị đẹp Vi Thảo một cái nha. Ok chưa mọi người ơi? Vi Thảo, chị Vi Thảo. Rồi mấy chế đẹp ơi, xong chương trình mini game nha. Đáng là chốt cho hai chế đẹp thôi. Đôi đáng là chốt cho hai chị thôi, mà hôm nay em chốt cho ba chị luôn. Rồi bây giờ em quay lại bán hàng. Bán hàng giá rất là sốc cho các chị luôn. Áo len và đầm 40.000 cho các chị ha. Rồi ok em thấy chị Vi Thảo nè. Em lên áo len kiện và đầm 40.000 cho các chị đẹp nha. Đơn 100.000 cho lên thật 3 sản phẩm em đi đơn nha. Rồi ok cảm ơn các chị đẹp đã tham gia mini game đầu like nè. Chị nào chưa được may mắn thì hôm sau nha mọi người. Chị đẹp nào chưa được may mắn thì hôm sau giùm em nha. Chứ đẹp nào muốn mua room này không? Muốn mua room thì em lên. Tại room này tính là để dành bán tặng cho các chị thôi, không muốn bán nữa tại còn ít. Rồi ok, những chị mà được mua 39.000 á thì chủ động inbox qua giùm em nha. Chủ động inbox qua giúp em. Chủ động inbox qua giùm em mọi người ơi. Rồi em lên hàng này là hàng kiện nha các chị. Hàng kiện 40.000 đồng, giá 40.000 giúp em. Rồi đầm này cho các chị 57kg đổ lại vừa. Chị nào thích cái này chốt giúp em mã 1. Chị yêu nào thích cái này chốt giùm em mã 1 nha. Mã 1 giùm em. Rồi xong chương trình 39.000 rồi các chị đẹp. Quay lại giá 40.000 giúp em. Hàng này là hàng kiện nha. Quá đẹp luôn. Rồi cái này người ta bán hả? Những chỗ khác cái này em vẫn bán là giá tương tác mọi người luôn á. Rồi chị đẹp nào thích cái này chốt giúp em mã này là mã 1. 57kg độ lại vừa lên mã 1 giùm em. Em giờ chị chẻo hồ mua giá bình thường có bán không? Có chị đẹp, có nha chị ơi, có. Chị nào muốn lên room, chị nào muốn em bán room thì nói em lên room cho. Rồi, chị đẹp nào muốn bán room em lên cho nha. Tại vì nó em hết size 4, em chỉ còn size 1 2 3 5 thôi các chị đẹp gái, còn size 1 2 3 5. Ờ chị đẹp nào muốn lên room em lên room nha. 120.000 một cái. 120.000 một cái, mua 2 còn 230 phí ship toàn quốc 30.000 nha các chị đẹp. Rồi ok, muốn lên room đúng không? Em lên room nha. Muốn lên room em lên room cho mình nha. Đẹp xuất sắc luôn. Chị Vi Thảo ơi. À, các chị nào mà được mua giá 39.000 á thì các chị cứ inbox qua cho em đi. Bây giờ mình còn không thì em like đây thì mình đúng ý cái nào mình lựa giùm em luôn nha. Mình đúng ý nào mình lựa giùm em luôn nha. Với lại mình có thể ủng hộ thêm một sản phẩm cho em để đủ đơn 100.000 em đi đơn. Là không tùy mình, cái đó mini game em không có ép thôi mấy chị đẹp. Đó, thích thì ủng hộ thêm ha. Rồi thích cái nào chọn giùm em luôn. Rồi đây mấy chị, cái em đang mặc lên giúp em mã vàng nhạt. Mã vàng nhạt nè. Mẫu em lên 120 mua 2 còn 230 cho mấy chị đẹp gái. Cái này size 4. Rồi cái này em còn size 1 và size 5 mấy chị yêu ơi. Size 1, size 5 chị yêu nào mình thích chốt giúp em.
Rồi em lên room nè chị Trẻ Hồ ơi, size 1 nè các chị là từ 47 kg trở lại giùm em nè. Cái này nè 47 kg chị nào vừa chốt giúp em vàng 1. Vàng 1 giúp em nha. Rồi cái này lên cho em mã vàng 5 size số 5. Size số 5 57 đến 65 kg vừa giùm em nè. 50 đâu? 58 đến 65 kg vừa giúp em các chị đẹp. Rồi mã vàng này em còn size 1, size 5, mẫu này có size nha mọi người ơi. Mã vàng này em còn size 1, size 5, size 1 này em đang mặc 47 kg đổ lại. Rồi size 5 này là 65 kg đổ lại giúp em nè. Chế đẹp nào mình thích màu em đang mặc chốt giúp em vàng nhạt 15 mọi người ơi. Vàng nhạt 15 giúp em nha. 122 còn 203. Em chào chị Hương Nguyễn. Chị Hương Nguyễn ơi nhận đồ cho em chưa? Chị đẹp nhận đồ cho em chưa? Còn mấy bộ mình đặt đó chị muốn gửi hàng luôn chưa? Nói em gửi nha. Để em lên cái nào mà nó còn nhiều size á mấy chứ. Rồi cái này chốt giúp em mã sọc tím. Mã sọc tím này em còn một cái size số 2 cho các chế đẹp từ 50 cho đến 55 kg vừa cái này. Chị nào vừa chốt giúp em sọc tím. Lên mã sọc tím giùm em mọi người ơi. Sọc tím nha. Đây mấy chế đẹp. Sọc tím giúp em 50 đến 55 kg vừa, 50 đến 55 kg vừa giùm em mã này. Chốt cho em mã sọc tím. Em có 41 kg thôi mấy chị. Rồi 42 kg. Lên mã sọc tím giúp em nè. Chị đẹp là thích cái này chốt giùm em sọc tím nha. 50-55 kg vừa co giãn mọi người ơi. Co giãn cái này nó co giãn mạnh ghê luôn á. Rồi chốt giùm em mã sọc tím mấy chị đẹp. Sọc tím, sọc tím. Thấy em nha ha sao ơi. Chị thấy em nha. Chị thấy em. Rồi cái này các chị đẹp ơi 50-55 kg vừa nè. Chị đẹp là vừa cái này lên mã sọc tím giùm em nha. Sọc tím mấy chị đẹp. Sọc tím 120 mua 2 còn 230 phí ship toàn quốc 30.000. Rồi em coi cái này. Size 1. Để em phải coi size nữa mấy chị, có cái nó còn size này, có cái nó còn size kia rồi mã này nha các chị ơi, em còn size 1, size 3. Cái hoa này rất là đẹp nhận rồi. Ok chị có chốt thêm cái gì chốt hay là gửi hàng gì nói em nha. Rồi mã này nó giống là mã beo mà lên cái hoa màu tím đẹp sang chảnh luôn mọi người. Ờ. Chị yêu là mình thích cái này chốt giùm em nè. Em còn size 2 và size 3 nha. Rồi cái này em còn size 2, size 3. Size 2 50 55 kg nè. Cái này rộng 50 55 kg, size 3 55 60 kg giùm em. Mẫu này các chị chốt giúp em mã tím. Mã tím size 2, size 3 giùm em nè. Mã tím 23 nha mấy chị đẹp gái ơi, tím 23. Lên mã tím 23 giúp em nha. Đây, đẹp chưa? Em mặc rộng nha mọi người. Em mặc còn rộng lắm nè. Rồi cái tím này em còn size 2, size 3, size 2 50 55 kg, size 3 55 60 kg. Chế đẹp nào thích cái này lên mã tím giùm em ha. Đẹp chưa? Ủa mấy chế hỏi em rung nhiều lắm mà sao không thấy mấy chị chốt ta. Không thì em qua áo len nha mọi người ơi. Không thì em qua áo len và đầm nha. Rồi lên giúp em mã tím, hoa tím, hoa tím. Hoa tím giúp em nha. Hoa tím size 1. À, size 2, size 3 mã hoa tím. Trời ơi cái này đẹp lắm nè. Mã này em còn cái size số 1 cho các chị 40-50 kg thôi. 40-50 kg vừa. Cái này chị nào vừa chốt giúp em mã mã sọc nha. Cái này nó giống như sơ mi lụa mấy chị đẹp. Giống y sơ mi lụa luôn đó. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên mã sọc giùm em. Đây nha. Rồi lên mã sọc giúp em. Đẹp quá mấy chị. 40-50 kg vừa cái này nha. Chị nào vừa chốt giúp em mã sọc. Rồi chốt mã sọc giùm em nha. Sọc. Đây mấy chị đẹp gái. Lên mã sọc giúp em. 120 mua 2 còn 230 mã rung này nha các chị đẹp gái ơi. Rồi chốt cho em mã sọc nè. Đẹp chưa? Ủa sao ẵng comment rồi sao mấy chị? Ồ lên room mấy chị kêu em lên room quá trời. Không thấy mấy chị đẹp chốt nè. Không còn 39.000 nữa đâu nha mấy chị ơi. 39.000 chị chốt cho ba chị may mắn đầu tiên thôi. Rồi các chị mà không muốn lên room á thì em qua mẫu khác nha. Không có room khóa sao chị Liễu Nguyên Ba ơi. Em không có room khóa sao nha. Rồi ok vậy em lên áo len 40.000 một áo cho các chị đẹp. Các chị chốt hàng giùm em. Len dưới đầm lộn xộn nha. Len đầm lộn xộn mấy chị đẹp gái ơi. Len đầm lộn xộn giúp em nè. Lên len đầm lộn xộn nha mọi người. Len này len kiện nha.
sọc sọc đó 50kg thôi nha ha, xa chập sọc đó là 50kg đổ lại thôi nha. Rồi chốt em cái sọc này 50kg thôi, 40-50kg vừa cái sọc này nha. Giống như là họa tiết của sơn bi lụa á mấy chị, cái này nè. Rồi massage nè. Em lên áo len đồng giá 40 ngàn một áo. Mấy chị đẹp ơi, đi đơn từ 3 sản phẩm hoặc là 100 ngàn trở lên em đi đơn nha. Rồi đây mấy chị chốt giúp em cái này mã 1 giùm em. Lên mã 1 giúp em. Mã 1 này 57-58kg độ lại vừa, chốt mã 1 mấy chị đẹp gái. Rồi lên mã 1 giúp em nha. Mã 1. Lên mã 1 giùm em mọi người ơi. Rồi chốt cho em mã 1. Mã 1 mấy chế ơi. Rồi cái này lên giùm em mã 2 nè, đồng giá 40.000 giùm em nha. Hàng này lên tuyển nha mọi người ơi, lên tuyển ha. Rồi mã 2 giúp em, đẹp chưa? 60kg đổ lại, chốt mã 2. Rồi lên giúp em mã 2 mấy chị đẹp gái, mã 2, mã 2. Rum hoa vàng hả chị? Nói chung là mấy chị ơi, có cái nó còn size này, có cái còn size kia. Thì lúc mà em bán mini game á, các chị á, em sẽ chốt hoa là hoa ngẫu nhiên cho các chị. Và em chốt đúng size cho mình là được nha các chị đẹp. Em chào chị Mì nha. Room 120 một cái chị đẹp, room 120 một cái mua 2 còn 230. Đây nè, room nè. Em chào chị Mì, em chào chị Anh Dương. Chị đẹp nhận đồ chưa chị ơi? Hello chị. Rồi cái này em còn size 1 và size 4 mấy chị đẹp gái nè, chị nào thích lên giúp em mã hoa xanh. Chị thì kêu lên room mà lên room thì không thấy chọn. Chị thì kêu lên áo cũng không thấy chọn luôn mấy chị đẹp. Rồi cái này em còn size 1, size 4 nha mấy chị đẹp gái ơi. Size 1 này em đang mặc là 40, cái này co giãn không có bằng cái hồi nãy. Thì 40 cho đến 47kg vừa cái này nha. 40 đến 47kg chị nào vừa chốt giúp em mã 1. Eo cho các chị từ 70 trở lại mã 1. À quên, size 1 chốt cho em mã xanh size 1. Rồi cái này là xanh size số 4 cho các chị từ 57 cho đến 63kg vừa. 57 đến 63kg vừa chốt cho em mã xanh 4 nha. Xanh 4. Đây nè các chị đẹp ơi, mẫu em lên là room này nha. Room. Rồi 57 đến 63kg vừa cái mẫu này. Chị nào vừa chốt giúp em room 1 và 4. Còn size 1, 4 nha các chị. Rồi chốt cho em room size 1, size 4. Size 1 40 47kg, size 4 là 57 63kg nha. Chị nào không biết mặc size nào thì cho em chiều cao cân nặng và cả phòng eo đi mọi người. Cái mẫu này đó là eo nha. Cái mẫu này nó giống đầm cho nên là canh theo eo. Để hoa trắng. Chưa thấy hàng đâu hả chị? Chờ giùm em đi. Tại vì có khi thứ bảy chủ nhật người ta không giao. Hôm nay người ta giao đó chứ đẹp. Tại có chỗ bưu điện thứ bảy chủ nhật người ta không có đi giao hàng đó mấy chị. Ok em ha xa nha. Rồi. Tại vì mẫu rum này em còn lẻ sai mọi người ơi. Em còn lẻ sai. Rồi cái tím này size số 3 đẹp quá trời. Chị nào vừa chốt nè. Chị nào vừa cái này chốt nha. Cái này là rum chứ không phải đầm chị đẹp ơi. Cái này là rum nha chị. Trời ơi cái hoa tím này đẹp xuất sắc luôn. 120 mua 2 còn 230 chị đẹp gái ơi. Rồi cái này các chị chốt cho em mã hồng sen nha. Hồng sen lên giúp em size số 3. Này cho các chị từ 50 cho đến 60, 50 cho đến là 58kg vừa mã này. Rồi 50 đến 58kg vừa bộ này. Chị nào thích chốt giúp em mã hồng sen. Mã hồng sen 50 đến 58kg vừa. 70kg mẫu này không vừa nha chị Liễu Nguyên Ba ơi, 70kg mẫu này không vừa. Đẹp chưa? Rồi chị đẹp nào thích cái này lên giúp em nha. Lên giúp em mã hồng sen size số 3. 50 đến 58kg vừa. Chốt giúp em mã hồng sen 3 ha. Hồng sen số 3 nha các chị đẹp. Còn lẻ sai thôi mọi người ơi, còn lẻ sai cho nên là các chị em lên cái nào mà đúng sai mình á thì mình thích thì mình chốt nha. Mình thích thì mình chốt giùm em. Rồi cái này em còn size số 2.
64kg 1m63 eo 82. Vậy em lấy cho chị, chỉ còn cái này size số 5 thôi nè chị Ngọc Thúy, em lấy cho chị cái hoa này được không? Em lấy chị cái hoa vàng này nha chị Ngọc Thúy ơi, size số 5 em còn một bộ này nè. Em lấy chị cái hoa này nha chị đẹp. Đó, em lấy cho chị Ngọc Thúy cái hoa này nha chị yêu ơi. Đó, còn bộ này em size số 5. Hồng sen. Ok em nè, hồng sen. Rồi cái em mặc chốt cho em mã hoa xanh size số 2 các chị đẹp ơi, size số 2. Eo 75 trở lại, size số 2 eo 75 trở lại. Chị nào vừa chốt giúp em nha. Mã hoa xanh size số 2 eo 75 trở lại giùm em, hoặc là từ 53 kg trở lại nha mấy chị. Em ha xa nè. Năm mươi ký mặc size số 2 nha chị Bắc Lê ơi. Nếu mà chị cao á, vòng eo chị mà 70 trở lại chị mặc size 1, còn vòng eo mà trên 70 á, 70 đến 75 thì mặc size 2. Rồi cái này chốt cho em mã hoa xanh số 2 nè các chị đẹp gái, mã hoa xanh size 2 giùm em nha, đẹp chưa, có túi ha mọi người, hai túi hai bên. Rồi chốt cho em mã hoa xanh 2, 50kg, 1m50, rồi mặc size số 2 nha chị đẹp gái ơi, mặc size số 2 giùm em ha, mặc size số 2 giúp em nha chị đẹp. Rum em đang mặc 120 mua 2 còn 230 nha mấy chị đẹp gái. 120 mua 2 còn 230 giúp em. Rồi cái này chốt cho em mã bi đỏ nè mấy chị yêu ơi, bi đỏ. Bi đỏ này size số 2. Bi đỏ này size số 2 cho các chị từ 48 đến 53 kg mặc đẹp. 48 đến 53 kg mặc đẹp giùm em, hoặc là vòng eo từ 75 trở lại, đẹp chưa? Ồ ôi. Cái này đẹp quá mấy chị, lên mã bi đỏ giúp em nha. Ok, em lấy cho chị Ngọc Thúy cái này nha chị đẹp. Trời ơi, nói chung là hoa nào lên cũng đẹp hết á mọi người, hoa nào lên cũng xuất sắc luôn. Rồi em lấy cho chị Nguyễn Ngọc Thúy cái này nè. Ngọc Thúy. Thôi cái em mặc là bi đỏ size 2, 48 53 kg mặc đẹp nha mọi người ơi. 47 48 kg đến 53 kg mặc đẹp. Size 5 em hết rồi chị Nguyễn Ma, size 5 còn hai cái hai chế chốt luôn rồi. Rồi chị đẹp nào vừa cái này lên giúp em mã bi đỏ. Bi đỏ giúp em mà mấy chị đẹp, bi đỏ, bi đỏ. Bi đỏ mấy chị ơi, em chào chị Dương Thu Thảo nè. Đẹp lắm mọi người. Hoa nào cũng đẹp, hoa thì xinh lung linh luôn. Ôi đẹp chưa? Cái này em còn size 1, 2, 3 nè các chị, 40kg đến 58kg vừa cái mẫu này nè. Chị nào thích lên cho em mã hoa xanh. Em cảm ơn chị Thu Thảo nha. Rồi lên mã hoa xanh này giùm em nè. Size 1, 2, 3 luôn các chị. Rồi đẹp chưa, y như là 3D luôn. Rồi cái em mặc là mấy chị lên mã hoa xanh giúp em size 1, 2, 3 nha mấy chị đẹp gái. Hoa xanh size 1, 2, 3 giúp em. 1 là 40 cho đến 48kg nha. Size 2 48, 53kg. Size 3 là 53 đến 58kg giúp em. Rồi chị nào vừa cái này lên mã hoa xanh. Hoa xanh giúp em mấy chị đẹp. Trời ơi, 100 người xem, hồi nãy 100 người xem mà được bao nhiêu lượt chia sẻ, chưa tới được 150 lượt chia sẻ, chị ơi quá sốc luôn. Rồi hoa vàng nè, chị đẹp nào hỏi em hoa vàng. Đây, hoa vàng này em còn size số 2. Size số 2 mấy chị đẹp gái. Rồi hoa vàng này nè chị nè.
là hồi nãy hỏi em hoa vàng em còn size 1 và size 2, chị đẹp là vừa chốt mã hoa vàng 12 giùm em nha. Bộn rộng nãy chị cho em xem rồi đấy, em ha sao thôi em xem rồi đó, em thích cái nào thì em chốt chị, size chị lên luôn rồi đó. Chị lên size cho mình luôn rồi đó. Rồi hoa vàng này em còn size 1 2 nha. Hoa vàng này em còn size 1 2 nè mấy chị đẹp. Đó, chị đẹp nào thích cái này chốt vàng 1 2 giúp em. Size 1 40 đến 47 kg nha các chị. Hoặc là eo 70 đổ lại giùm em nha. Rồi size 2 là 47 đến 53 kg. Rồi lên mã hoa vàng giúp em mọi người ơi. Hoa vàng, hoa vàng. Chỉ có mẫu giống vậy thôi chị Trẻ Hồ ơi. Chị em lên nào chị thích thì chị chọn giùm em nha. Lên cái nào mình thích mình chọn. Hoa xanh size số 3. Hoa xanh size số 3 để coi còn không. Nhớ còn size số 3 mà để chị kiếm nữa nha. Đâu rồi đó. Rồi đây lên ống rộng nè, à, quên lên bộ lửng ống rộng nè. Lửng ống rộng hoa lấy y chang vậy luôn đó mấy chị. Rồi lượng ống rộng 80.000 một bộ cho em, hàng sale nha mọi người. Lấy hoa vàng size 2. Ok em lấy hoa vàng size số 2. Lượng ống rộng là chị. Đây hoa vàng size 2. Rồi hoa vàng size 1 2 em còn nha. Chị Ngân Phó 65 kg em hết size rồi chị ơi. 65 kg em hết size rồi. Rồi em có mẫu này nè, đó là bộ rời, cái hoa nó giống vậy luôn á mà bộ rời nha các chị. 80.000 một bộ, chị đẹp nào thích chốt giúp em. Size 3 không gì ta. Đây. Em còn size 2, size 3 mà. Ồ chết 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 nhầm. Bộ này nhầm nè. Rồi cái này lên mã hoa tím size số 2, size số 3 giúp em các chị, 55-60kg vừa lên mã hoa tím size 3 giùm em, đẹp quá trời. Đây là bộ rời nha, 80.000 một bộ. Là giá sale nha các chị. Giá sale nha, bình thường bán giá là 101 nha, hôm nay sale nha, còn lẽ sai. Rồi chị nào thích này, đây nè nha ha sao ơi, bộ này là bộ rời ha. Bộ lửng ống rộng rời. Rồi chị đẹp nào thích này lên với em mã hoa tím, em còn size 3. Chốt mã tím 3 giúp em. 55-60kg vừa. Đây cái bộ này rộng nha mấy chị ơi. Rồi 55-60kg chị nào cao cao 62-63kg vừa. Chị nào cao cao 62-63kg vừa nha. 80.000 một bộ. Rồi lên giúp em mã tím size 3. Hoa vàng size 2 cho chị Bác Lê. Chị Bác Lê lên số điện thoại giúp em nha, chị đẹp gái. Rồi hoa vàng 2 lên số điện thoại giùm em. Hoa vàng size 2 lên số điện thoại giúp em nè. Chị Bác Lê ok chế đẹp. Hoa tím rộng size 3 cho ha sao nè. Mẫu em lên 80.000 một bộ nha mấy chị đẹp ơi, quá rẻ luôn. Hàng này em sale. Rồi ok ha xa nha, lên tiếp. Rồi cái này lên giúp em mã hồng size 23. Mã hồng size 23 giùm em nha. Đây mấy chị đẹp. Chị Bác Lê mình chọn thêm một cái rung nữa đi chị, một cái 120 mua 2 còn 230 phí ship toàn quốc 30.000 á. Vừa đẹp à, vừa rồi giảm 10.000 và vừa đỡ tiền ship mình luôn. Rồi lên giúp em mã này, mã hồng size 2 size 3 giùm em. Hồng 23 mấy chị ơi, 80.000 một bộ nha. 101 em sale còn 80 nè. Rồi chị đẹp mà thích mẫu này lên giúp em hồng size 2 size 3 giùm em. Hồng 23 mấy chị ơi. Đẹp chưa?
Rồi lên mã hồng 23 giúp em nha. Hồng size 2, size 3. Rồi hoa trắng em còn size 1, size 2. Chị đẹp nào thích chốt giúp em mã hoa trắng size 1, 2. Chốt trắng 1, 2 giùm em nè. Lên giúp em mã trắng size 1, size 2 nha mấy chị. Đây đẹp chưa? Trắng size 1, 2 lên giúp em. Đây mấy chị. Quá đẹp. Rồi lên giúp em mã trắng size 1, 2, size 1 40, 50kg, size 2 50-55kg nha. Hồng mới mặc không có quần dài, chị đang lên quần lửng mà đâu ra quần dài em ơi. Không có quần dài nha. Đang lên quần lỡ mà, quần dài nó sẽ là mẫu khác. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên giúp em mã hoa trắng size 1, 2 lên giùm em. Hoa trắng size 1, 2. Hoa trắng size 1, 2 mấy chị đẹp. Hoa trắng size 1, 2 giúp em. Rồi các bi tím em còn size số 2, chị nào vừa chốt bi tím 2. Hoa trắng 2, ok em nè. Hoa trắng 1, hoa trắng 2. Cái mẫu này quần lửng mà Cẩm Tiên ơi, đâu có quần dài đâu, quần dài là mẫu khác nha. Rồi cái này lên cho em bi tím mấy chị đẹp. Bi tím giúp em nha, chị yêu nào vừa chốt giùm em bi tím size 2. Bi tím size 2 mấy chị ơi. Cái này là bộ rời nha các chị. Mặc lên các chị, mặc lên nó cũng giống như rum vậy đó, tại vì nó ôm cái eo các chị lại rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, cái này size số 2 50 đến 55 kg mặc đẹp, lên mã hoa tím 2 giúp em. Hoa tím 2. Trắng 1, ok chị Bắc Lê trắng 1. Bộ chị bỏ qua bên đó, hả? Số 2, bộ chị bỏ qua bên là số 2 là từ 47 đến 53kg thôi nha. Bộ nãy là nó ôm hơn cái form này nha. Chị bắt lên. Chị Như Nguyễn 58kg hả chị? Là lấy chị lấy size 3 đi. Chị lấy bộ tím này size 3 được không chị đẹp? Bộ tím này em còn size số 3 nè. Size số 2 là 55kg thôi chị Như Nguyễn. Mình lấy size 3 đi mặc cho thoải mái. Bi tím size 2 cho chị Ha Sa luôn nè. Cái kỳ này nó còn lẻ size em mới sale á mọi người ơi. Chứ không có giá này đâu, giá này rẻ hơn giá em nhập nữa. Em nhập 90 bán 101 rồi nha. Hôm nay em sale có 80 thôi. Chị Như Nguyễn lấy cái tím này size 3 đẹp nè chị. Còn bộ này số 3 nè. Ok em Ha Sa. Rồi em còn cái vàng này size số 1 40-50kg nha. Chị nào cao cao 52kg vừa cái này. Còn bộ hoa vàng nè. Chị đẹp nào vừa chốt. Quá đẹp luôn. Đây. Đây nha mấy chị đẹp gái ơi. Đẹp lắm. Rồi chốt cho em vàng 1 đẹp chưa. Size 1 nha. 40-50-52kg là mặt đẹp. Đây. Trời ơi đẹp chưa. Đây là các chị em 41kg, các chị thấy còn rộng rãi nha. Còn rộng rãi tới 50kg, 50 chị nào mà cao cao 52kg mặc đẹp cho em luôn nè. Chị Chẻo Hồ 50kg mặc số 1 giùm em, mẫu này 50kg chị mặc số 1 cho em nha. Nói chung 50kg là dưới cuối size 1 đầu size 2 rồi, các chị mặc size 1 cũng được, size 2 cũng được giùm em nha. Đó. Tại cái này nó có co giãn, nếu mà chị mặc size 1 thì nó vừa ôm luôn. Á chị mặc size 1 thì nó cái độ co giãn nó co nó giãn ra. Còn mặt size số 2 thì nó vừa mình ha. Rồi cái vàng này đẹp quá trời luôn nè. Còn bộ chị nào vừa chốt mã vàng 1 giúp em. Vàng 1 mấy chị. Trời ơi, chất bao đẹp mọi người nha. Mặt mát rượi luôn, nhẹ nhàng lắm. Mặt rất là nhẹ nhàng. Lấy em bộ vàng 1 ok em nè. Phí ship toàn quốc 30 ngàn thôi các chị. Chốt bao nhiêu cũng có 30 ngàn thôi nha. Bỏ rẻ luôn á. Ok em ha xa. Rồi lên tiếp. Chị Như Nguyễn ơi, còn bộ tím đó màu size số 3, em còn hai bộ này size số 3 nè chị đẹp. Rồi bộ này em có size số 2 luôn nè.
Em còn hai bộ này size số 3 là chị yêu có lấy không? Trời ơi 80 ngàn rẻ bèo luôn chị đẹp. Đây nè, tho tím này em còn size 2-3 nha. Em lấy cho chị bộ màu tím vừa rồi. Màu tím vừa rồi là bộ này hả chị? Bộ này là em còn size số 2 và size số 3 nha. Đây nè, hoa tím này nè. Hoa tím này đẹp quá trời luôn nè. Đây mấy chị đẹp ơi. Đây nha. Đó, em còn size 2, size 3. Chị yêu nào vừa chốt nè mấy chị đẹp gái. Size 2, 3 nè. Rồi, hoa tím nè. Đẹp chưa? Cái chất về các chị không ghiền trả lại em. Rồi hoa tím này còn size 2 và size 3. Chị nào vừa chốt giúp em mã hoa tím size 2, 3 nha. Chị chảo hồ em lấy cho chị, cho chị bộ này được không? Size số 2. Tím này size số 2 được thì ok giùm em ha. Rồi em còn bộ này nữa là hết hoa này các chị. Em còn bộ này nữa là hết mẫu này nha. Qua mẫu khác. Tím size 3. Tím size 3 hồi nãy chốt rồi cho em rồi mà ha. Xa nãy chốt cho em tím size 3 rồi mà. Size 3 nãy em chốt rồi nha. Đúng không? Đúng rồi đó, nãy em chốt rồi nha. Rồi cái mã này lên giúp em mã xanh ngọc size 1-3 giùm em mã xanh ngọc. Không, bộ số 3 hồi nãy em chốt. Chị Trẻ Hồ hồi nãy chị chốt bộ số 3 bộ nào ta? Chị Trẻ Hồ hồi nãy đâu có chốt bộ số 3 nào đâu. Tím xe 3 ha sao nãy chị chốt game một bộ rồi đó. Hồi nãy em nãy giờ chị Trẻ Hồ chưa có chốt bộ nào hết á chị. Rồi cái này nè, xanh ngọc em còn 1 và 3. Chị yêu nào vừa chốt cho em mã xanh ngọc 1-3 giùm em. Xanh ngọc 1-3 mấy chị yêu ơi. Rồi em còn một bộ số 1, một bộ số 3. Đẹp quá luôn mấy chị, mẫu này rất là đẹp luôn. Hàng em bán là thường là có size từ 1 tới 5 là 40kg cho tới 70kg luôn. Nhưng mà bây giờ còn lẻ size cho nên là mới sale nha mấy chứ. Mới sale cho mình đó. Lấy thêm mẫu này hả? Tại một mẫu bán qua rồi là biến lấy lại lắm. Nếu khách mà yêu cầu nhiều thì em sẽ lấy về. Trời, còn bộ này màu hồng đẹp quá. Là size số 2, chị nào vừa chốt giúp em mã hồng 2 nha. Lên mã hồng 2 giúp em. Còn bộ này nha các chị đẹp, lên hồng 2 giúp em nha. 65kg không vừa chị Ngân Ngọc ơi. Nó có size nhưng mà giờ em hết cái size 65kg rồi. Hết size 65kg rồi chị đẹp. Trời ơi đẹp chưa. Lên giúp em mã hồng 2 giùm em nha. Hồng 2, hồng 2 mấy chị. 50 đến 55kg mặt đẹp size số 2. Chốt hồng 2 giúp em. Đẹp quá mấy chị đẹp ơi. Rồi lên mã hồng 2 nè mấy chị yêu ơi. Hồng 2 giùm em nha. Quá đẹp. Hồng 2, hồng 2 mấy chị. Đẹp lắm nè. Em mặc rộng nha. Chị nào mà dưới 50kg muốn mặc thì mặc được nha. Mặc dày cũng được mấy chị. Hoặc là về bóp eo lại là mặc đẹp. Rồi lên mã hồng 2 giúp em. Em chào chị Thu Thủy ha. Rồi qua mẫu nha mọi người ơi, chị nào còn chốt mẫu này nữa chốt giúp em nha. Qua mẫu khác. Chị gì đó, chị Chẻo gì đó. Chị Chẻo Hồ, nãy giờ chị đâu có chốt bộ nào số 3 đâu. Chị chốt bộ nào số 3 thì chị chốt lại giúp em nha. Ha xa. Rồi qua mẫu mọi người ơi, em lên cái mẫu này quần dài áo tay con. Bộ mặt nhà nó giống như Mirama nhưng mà nó chắc thun đẹp lắm luôn. Chị yêu nào vừa thích thì chốt giùm em nè. Ôi em còn bộ này size số 2 nè mấy chị. Chị yêu nào vừa chốt cho em. Chị xả giùm cho em lấy xanh ngọc 1. Xả cái nào bác Lê ơi, hồi nãy bác Lê lấy cái nào vậy? Xả cái bộ nào. Rồi em còn mã xanh này size số 2. Chị nào vừa chốt giúp em nha. Chốt giúp em mã xanh 2. Chị Bác Lê ơi, chị xả cái nào vậy? Nãy là chị chốt một cái rum với lại một cái bộ màu vàng đúng không? Ủa không phải chị Bác Minh.
Chị bắt lê chị xả cái nào chị ơi. Rồi đây mấy chị em còn bộ này size số 2 đẹp chưa? Cái hoa này các chị nhìn đơn giản hơn, mặc lên sang lắm. Rồi em chốt cho chị một bộ xanh ngọc số 1 nha. Rồi trước khi mà em gọi em chốt đơn, chị xả cái nào chị nói em nha chị Bắc Lê ơi. Em chào chị Thỏ Song Anh. Rồi bộ xanh này số 2 nè, chị yêu là vừa chốt cho em mã xanh 2. Xanh 2 giùm em. Rồi qua mẫu. Cho em lên cái mẫu quần ống rộng này 40.000 đẹp lắm mấy chị, đi size 60kg trở lại vừa nè. Chị yêu là mình thích cái mẫu này chốt giúp em nè, mấy chị đẹp. Lỡ ống rộng nha, 40.000 một quần. Chị đẹp là vừa chốt, mặc với áo thun ôm rất là đẹp luôn. Xả râm hả chị? Xả cái râm đúng không? Ok anh chị nha. Rồi đây mấy chị đẹp gái, chốt bộ em đang mặc. Bộ em đang mặc là bộ xanh này đúng không chị Hơ, size 2 nha. Ok chị đẹp, lên số điện thoại giùm em nha. Chị Chẻo Hồ ơi, lên số điện thoại giúp em. Chị yêu nào chốt hàng mà chưa có số điện thoại, lên số điện thoại giùm em mới chốt đơn được nha mọi người. Em chào chị Trang Trang, mẫu em lên là 80.000 một bộ chị đẹp. Rồi quần lỡ nha, quần rồi các chị ơi, quần lỡ ống rộng. Quần lỡ ống rộng 60kg đổ lại mặt đẹp nè. Chị yêu nào mình vừa chốt giúp em nha. Chốt giúp em mã sọc 40. 40.000 thôi mấy chị đẹp. Mặc với áo thun ôm hoặc áo laptop rất là đẹp luôn. Có túi. Chất bao đẹp cho các chị luôn nha. 40.000 là em bán đó. Chứ người ta bán phải gấp đôi. Em nói thiệt. Quần này các chị ra chợ 70-80 là bình thường ha. Rồi chốt giúp em mã sọc 40 giùm em mọi người ơi, sọc 40. Ok, em thấy số điện thoại chị Trẻ Hồ nè. Rồi chốt mã sọc 40 giúp em mọi người. Quá đẹp luôn. Lên mã sọc 40 giùm em nha. Rồi sọc 40. Quá đẹp luôn mấy chị. Có 40.000 một quần hà chất thun. Các chị ơi muốn lên đồ bộ nữa hay là lên cái gì thì nói em nha. Nói em lên cho. Rồi còn cái này, cái này quần dài, em lên cái quần dài cho mình nè. Dài cái đâu ta? Rồi dài 45 nha, cái đó lỡ. Còn cái này dài nè, chị nào thích chút dài. Đây dài nè chị Chiếu Hồ, dài 45.000 giùm em nha. Rồi chốt giúp em sọc 45, chị nào lấy lỡ thì 40, chốt sọc 40, chị nào lấy dài thì chốt cho em sọc 45 nha. Nguyên size 60kg nữa lại vừa nè. Trời ơi đẹp nhức nhối luôn mấy chị. Đẹp nhức nhối luôn. Rồi chốt cho em mã sọc 45. Lên sọc 45 giúp em nha. Đây mấy chị đẹp gái ơi. Rồi lên sọc 45 giúp em. Đây quần dài ống rộng. Rồi chị đẹp nào thích cái này chốt cho em sọc 45 giùm em nha. Rồi mẫu này là mẫu sọc, em có mẫu một màu nữa, là mẫu một màu, chế đẹp nào thích thì chốt ha. Chào em Trần Nguyệt. Các chị đẹp gái ơi, lâu lâu mình chia sẻ like lên giùm em với mọi người. Rồi chốt cái này chốt giúp em mã sọc 45 giùm em nha mấy chị đẹp, sọc 45. Lên mã sọc 45 cho em nè. Rồi cái này một màu nha, chị yêu là mình thích chốt giùm em. Rồi Trần Nguyệt ơi, cái áo có 40.000 mà sao chị gửi được. Em mới chọn thêm cái gì đi, một đơn 100.000 chị mới chốt đơn nha. Nghĩ sao cái áo 40.000 mà gửi đi. Em chọn thêm đi nha. Chị có chốt cho em mà chị để đây chứ chưa có gửi. Tại vì có một cái áo 40.000 mà sao gửi. Rồi cái này resize 65kg chỗ lại vừa nè các chị. Lên giúp em mã đen 40. Cũng là quần ống rộng luôn nhưng mà một màu nha mấy chị ơi. Quần ống rộng luôn mà một màu. Rồi chốt cho em mã đen 40 nha, 40.000 quá đẹp luôn. Rồi mã lỡ này em chỉ có đen thôi, chị nào thích chốt giúp em mã đen 40. Đen 40 mấy chị.
Trang Quyền ơi em chọn thêm nha, xíu nữa chị lên áo len cho mình chọn. Vải thun chị ơi nó co giãn mà cái này á, nó rủ cái chị mặc rất là đẹp. Trời ơi em cũng lấy mấy cái em mặc á, mặc với áo thun ôm hoặc là áo lóc tóp đẹp lắm mấy chị. Chất thun nha chị ơi, mềm mịn mặc vô người nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ lắm luôn á. Đây thôi. Rồi lên giúp em mã đen 40, size 65kg đổ lại vừa. Lên mã đen 40 giùm em. Đen có dài luôn nha chị Chẻo Hồ ơi. Rồi chị nào thích cái này thì chốt cho em đen 40 rồi em lên quần dài. Cho này quần dài thì có nhiều màu ha. Quần dài có nhiều màu. Quần dài có nhiều màu nha mấy chị đẹp gái. Rồi em lên quần dài nè. Quần dài có nhiều màu nha. Ờ à, chị chưa có gửi. Chị chưa có gửi nha, tại vì thấy có một cái áo nên không có gửi. Ôi còn cái quần này ống ôm này các chị sọc thể thao 40 ngàn luôn. Cái này cho các chị từ 55kg đổ lại. Đó chị nào vừa chốt giúp em mã sọc trắng nha mấy chị ơi. Lên mã sọc trắng giùm em 40 ngàn nha. Ôm thể thao hơi bị đẹp đó mấy chị đẹp. 55kg đổ lại vừa chốt em mã sọc trắng. Đây nè mấy chị, 55kg đổ lại vừa lên mã sọc trắng giùm em. Sọc thể thao 40 ngàn một quần mấy chị. Rồi 40 ngàn một quần này chị nào thích lên giúp em mã sọc trắng nè. Em lấy một quần lửng đen ok em nha. Một lửng đen. Trời ơi. Lên đầm chờ một xíu em ơi, chị lên lên lộn xộn hôm nay like mẫu lộn xộn chụp cho chúng cái gì like nó cho mình nha. Rồi đây đen đen ống rộng dài một màu nè mấy chị. Ống rộng dài một màu 45 ngàn cho em nha. Rồi em nói chất em bao đẹp cho các chị luôn. 60-65, cái này 65kg đổ lại nha các chị. Mã sọc thì vừa 60kg đổ lại, còn cái mã mà một màu á 65kg đổ lại giùm em. Rồi ống rộng dài nè mấy chị yêu. Đó đẹp chưa. Rồi chị đẹp là thích ống rộng dài thì chốt giúp em mã đen dài. Đen dài hai cái cho chị Chẻo Hồ này ok chứ đẹp. Rồi còn cái đen này với cái em mặc là hai cái. Ok chị Chẻo Hồ nha. Mã đen 40 cho chị gái đòn. Lên số điện thoại giúp em chị đẹp. Ống rộng ok chị Chẻo Hồ, lấy đen dài hai cái đúng không chị? Ok chị đẹp nha. Các chị ơi, chọn từ 3 sản phẩm hoặc là đơn 100 ngàn trở lên em mới đi đơn nha. Chị Chẻo Hồ. Rồi ok, đen 40 cho chị gái đòn nè. Chị gái đòn lên số điện thoại giùm em đi chị. Rồi chị gái đòn lên số điện thoại giúp em chị yêu ơi. Có màu khác nha chị ơi. Rồi em lên tiếp quần ống rộng mặc một màu nè. Màu vàng nhạt nha mấy chị đẹp. Chị nào thích cái này lên cho em mã vàng nhạt. Dài 45 lỡ 40 giùm em nha. Trời ơi màu vàng nhạt quá đẹp luôn. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên cho em mã vàng nhạt. 65kg đổ lại bao vừa mẫu này nha các chị. Đây ha, rất là rộng luôn. Rồi lên mã vàng nhạt giúp em. Trời ơi mấy mẫu này các chị mặc nó nhìn cái dáng mình nó cao lên mà nó sang lắm nha. Rồi lên mã vàng nhạt giùm em nha. Cho em một lửng đen ok chị Thu Thủy. Chị Ngọc Thúy đen dài hả chị? Đen dài em hết rồi chị ơi. Còn cái xám được không? Còn cái xám được không chị đẹp? Quần sọc dài là thun luôn á chị. Quần thun luôn á chị đẹp. Chị gì chị gái đòn lên số điện thoại giúp em chị ơi. Không lên số điện thoại em không chốt được nha. Rồi màu em mặc màu vàng nhạt. Chị yêu nào thích lên mã vàng nhạt giùm em. Đen dài em hết nè. Rồi mẫu xám được không chị Ngọc Thúy ơi. Lấy xám được không chị đẹp. Xám. Rồi chị đẹp nào thích xám dài chốt giúp em mã xám dài. Lên mã xám dài giùm em nha. Rồi lên mã xám dài giúp em nè.
chị Thu Thủy một cái lửng đen lên số điện thoại giúp em chị đẹp. Một cái lửng đen cho chị Thu Thủy. Lửng đen cho chị Thu Thủy. Trời ơi, cái vàng em mặc đẹp quá trời luôn. Chị ơi, chị có chọn thêm hay là gì chị cũng phải lên số điện thoại cho em. Nhiều chị kêu chọn thêm, chọn xong chọn đã 5-6 món luôn rồi không cho số điện thoại, trong khi khách khác chốt không có thì em không chốt nha, chị phải lên số điện thoại giùm em ha. Rồi lên cho em mã vàng nha các chị, mã vàng dài xám dài giùm em, vàng dài xám dài giúp em nha. Rồi màu này là màu ruốc, màu ruốc. Chị không lên số điện thoại là em không có chốt đơn cho chị nữa đâu ha. Mình đã mua hàng rồi thì mình lên số điện thoại, đâu có gì đâu khó khăn mấy chị đẹp. Đồ bộ 65kg có nha chị duyên dáng. Rồi màu này màu ruốc đẹp lắm mấy chị. Chị yêu nào thích lên mã ruốc giùm em. Lên mã ruốc giúp em nè mọi người. Đẹp chưa? Cái màu này các chị phối với áo đen hoặc là áo trắng rất là đẹp. Rồi lên giúp em màu ruốc nha mấy chị ơi, màu ruốc. Đây mọi người ơi, quần nó là thun nha, co giãn thoải mái cho em. Rồi lên mã ruốc giùm em nè. Mẫu này 65kg đổ lại vừa, chốt cho em mã ruốc. Ruốc nha mấy chị đẹp. Rồi em còn một màu nữa là màu đỏ, em qua mẫu ha. Chị Như Nguyễn, cái mà sọc nó là cũng là thun luôn đó chị, là thun luôn đó. Rồi em hết mẫu này em lên đồ bộ cho nha. Hello chị Đào Phượng, trời ơi màu đỏ đẹp đó chị. Màu đỏ mặc lên áo dưới áo trắng em nói đẹp nhức nhối luôn nha. Mặc với áo trắng hoặc áo đen đẹp nhức nhối luôn. Chị nào thích chốt cho em mã đỏ dài. Ok em cảm ơn chị gái đòn nha. 45 ngàn một quần dài nha chị. Quần lỡ 40. Rồi hết cái này em lên đồ bộ cho. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên cho em mã đỏ. Đỏ nha các chị, bao sang luôn. Rồi lên đỏ giùm em. Rồi lên bộ này các chị đẹp. 65kg, bộ này là em có tới 75kg luôn nha. Mẫu này hơi bị đẹp đó chị, mẫu này là 60.000 giùm em nha. Em bán trên line là 60, còn dưới line là 65 á. Hai bộ này khách chốt. Này của cô sang kim. Mẫu này người ta bán 90.000 một bộ, em bán 60 thôi các chị đẹp. Chia sẻ like giùm em nha. Một cái ruốc, ok chị Đào Phượng. Một cái ruốc. Lửng hả chị? Lửng em có màu xám chứ không có màu vàng. Lửng chỉ còn màu đen và màu xám. Chị Đào Phượng. Rồi ok chị Đào Phượng một cái ruốc nè. Lửng em còn cái này nó màu xanh xanh đẹp lắm mấy chị. Chị nào thích chốt cho em mã lửng xanh nha. Màu xanh đen. Màu xanh đen. Đà chị duyên dáng ơi, lửng em còn cái màu này là màu xanh đen nè chị, không phải màu đen. Chị nào thích cái này chốt giùm em luôn mọi người. Đó em còn một cái xanh đen lửng nha. Xanh đen xanh rêu vậy mấy chị. Rồi. Rồi chị đẹp là thích chốt giúp em mã xanh lửng giùm em nha, mã xanh lửng. Lên mã xanh lửng giúp em. Coi lại mã sọc. Ồ, ok chị, mã sọc này sọc em cũng có ngắn và dài luôn nha, ngắn 40 dài 45. Mã sọc là 60kg đổ lại vừa thôi. Sọc dài có nha chị Mai Sương Mờ. Rồi cái này sọc lửng nè mấy chị yêu. Cái này sọc lửng. Chị duyên dáng em có cái màu đó là màu xanh đen cũng đẹp đó chị, chốt rồi chốt nha. Rồi sao lại sọc. Lửng 40 dài 45 nha chị Hoa Huỳnh ơi. Chị duyên dáng 1m50. Chị duyên dáng chốt cái gì chị? 1m50 hả chị? Bao nhiêu cân chị ơi? 1m50 mặc được chứ chị đẹp. 1m50 chị nên mặc quần lửng thôi, chị đừng mặc quần dài. Nếu mà mình cao thì mặc quần dài nó đẹp, còn mà mình thấp mình mặc quần lửng thì những dáng mình nó cao lên ha. Rồi đây lửng nè mấy chị. Lửng sọc nha.
Rồi chị nào thích chốt em sọc lửng 40, sọc dài 45 nha các chị ơi. Sọc lửng 40, sọc dài 45 giùm em. Xanh lửng cho chị gái đòn, ok chị đẹp nè. Nếu mà chị nào cao á thì mặc quần dài được. Còn chị nào mà thấp thấp thì mặc quần lở cho cái dáng thì nó cao lên đó chị. Tại vì cái dài thì nó kỳ cái dáng mình xuống. Rồi sọc dài nè các chị đẹp ơi. Đổi các chất thun nó mịn màng co giãn cho em nha. Đó, dài đây nè chế Như Nguyễn. Dài 60kg đổ lại thôi, còn lỡ là 65. Đây nè các chị đẹp, đó, lưng thun ra. Có bộ nha chị, hết mẫu này em sẽ lên bộ cho mình. Cắt cặp đi qua thương mình lỡ đi con. Quần em lên nãy giờ là giá 40 dài, lửng 40 dài 45 hết đó chị Hoa Hình. Cái nào em cũng báo giá cho mình nha. Rồi sọc dài cho chị Đào Phượng. Sọc dài đen cho chị Mai Sương Mờ. Sọc dài đen là cái này đúng không chị? Rồi sọc dài đen của cho chị Mai Sương Mờ nha. Chị Mai Sương Mờ lên số điện thoại giùm em nè. Rồi chị Mai Sương Mờ lên số điện thoại giúp em nha. Rồi sọc dài trắng nè. Chị đẹp nào thích chốt cho em mã sọc dài trắng mấy chị. Đẹp lắm luôn. Các em mặc là lửng, lửng 40 dài 45. Sọc dài cho chị Đào Phượng. Ok chị Đào Phượng, em lấy cho chị cái sọc dài này nha. Rồi chị Đào Phượng. Không chị ơi, mã sọc này là em chỉ có sọc thôi chứ không có màu. Mã sọc này em chỉ có sọc thôi chị Hô Hình ơi. Rồi cho chị Đào Phượng cái này nha. Cái chị nào có đơn em bóc qua giùm em mọi người nha. Có đơn thì bóc qua cho em xin địa chỉ. Rồi em còn một cái sọc dài màu đen nè. Sọc dài đen nè, chị nào chốt giùm em luôn đi mấy chị ơi, cho nó hết hàng luôn nè, 45.000. Rồi lên cho em mã sọc dài đen mấy chị đẹp. Em chào chị Nguyễn Tuyết, em chào chị Vũ Nhã Kỳ nha. Rồi lên cho em mã sọc dài đen 45.000 một quần mấy chị. Bao đẹp mọi người luôn. Bao đẹp mọi người luôn nha. Trời ơi nhận hàng không đẹp 45.000 mà em bao đẹp cho các chị, nhận hàng không đẹp cứ trả lại cho em ha. Đó. Rồi cho em nha, mã sọc dài nè. 45. Chị Hoa Hình, nếu mà chị thích màu em còn hai cái quần dài này màu nè chị, một cái màu xám, cái màu vàng, cái màu đỏ nè, chị nào thích chốt giúp em nè. Một màu. Đây nha, dài 45. Rồi chốt cho em mã vàng. Vàng dài giúp em nè các chị đẹp. Đó, chị đẹp nào thích quần một màu dài nè. 66kg chị cao không chị? Cái này là em bao tới 65kg vừa đó. 65-66 chắc là được đó chị ơi. 65-66 mà chị cao 1m55 trở lên là được nha chị. Rồi cái một màu này em còn một cái màu vàng, một cái màu xám và một cái màu đỏ. Đây nha. Rồi em còn một cái vàng xám đỏ nè. Chị yêu nào thích chốt cho em vàng xám đỏ. Quần dài một màu. Rồi lên mã vàng xám đỏ giúp em. Đỏ mặc với áo trắng hoặc áo đen bao đẹp cho các chị nha. Rồi đỏ và đỏ nè. 65kg đổ lại vừa nha chị Hy Phan. Rồi xám giùm em nè. 45.000 một quần. Rồi lên mã xám giúp em nha. Xám. Rồi cái này lên giúp em mã vàng. Vàng mấy chị. Rồi bao đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu. Chị Võ Như Kỳ đã chia sẻ ok chị đẹp. Chị Huỳnh Hoa một cái sọc đen. Ok chị. Sọc đen cho chị Hoa Huỳnh Hoang nè. Hết sọc đen chị Như Nguyễn nãy giờ không chốt, còn cái sọc đen là hết luôn rồi đó chị. Rồi ok chị Hoa Huỳnh nha. Rồi em lên mẫu đồ bộ đây. Sọc dài đen em hết rồi. Rồi một cái xám cho chị Hoa Huỳnh luôn. Còn một cái vàng, một cái đỏ nha mấy chị ơi. Vàng là vàng nhạt nha, mặc lên đẹp lắm á. Xám cho chị Hoa Huỳnh. Ngày nào cũng có bánh ngon vậy ta. Đã vậy. Rồi chị Hoa Huỳnh. Hoa Huỳnh Hoa. Ngày nào về nhà mà cho bánh. Em ở Tánh Linh Bình Thuận chị ơi, sọc đen chị Mai Xuân Mờ ơi, sọc đen em hết. Ủa sọc đen nãy em có chốt cho chị Mai Xuân Mờ một cái rồi đó.
chị gửi địa chỉ chèn lại được không em? Chị Đào Phượng ơi là sao chị? Chị nào chốt thì chốt cho đủ đơn em đi đơn luôn thôi. Em giữ đơn là em bị xả hàng hoài mấy chị, em không giữ đơn đâu nha. Chốt được ba sản phẩm em đi đơn luôn. Chứ em không giữ đơn, em giữ đơn em bị xả đơn hoài à, các chị. Trong khi là các chị khác chốt không có, em chốt cho các chị xong các chị bảo giữ đơn rồi xả ra. Giữ đơn xong rồi xả ra, cực gì đâu luôn. Cho nên là các chị chốt đủ đơn cho em đi nha. Rồi bộ này nha các chị, người ta bán là 90 ngàn một bộ, lẫn chất thun bao mềm bao mát cho các chị luôn. Mà em bán có 60 thôi, em bán 60 ngàn một bộ thôi nha mấy chị. Quần dài áo tay con nha, hàng thêu, ho thêu nè mấy chị ơi. Đó ho nè, em để sát cho các chị xem là nó thêu lên luôn nha, bao giặt máy cho các chị luôn ha. Chị chốt trước không có, chị Như Nguyễn, tại trên mấy chủ của em là em thấy chị ho hình trước đó chị đẹp. Em chỉ coi trên mấy chủ của mình, nhiều khi trên máy của chị thấy chị trước, nhưng mà trên máy của em là em thấy chị khác trước nha. Em chốt theo máy của em nha. Con chào cô Hải Cao, em chào chị Hương Nhụy nè. Rồi mẫu này 60 ngàn một bộ, em có size từ 40kg cho tới 75kg nha mấy chị ơi. 60 ngàn một bộ em bao đẹp cho mọi người luôn ha. Nó giống như cái form nó mặc y như Miramar nha các chị. Bộ mặt nhà dễ thương lắm luôn. Form nó rộng rộng chứ không có ôm nha mọi người ơi. Rộng rộng không có ôm, 60 ngàn một bộ. Đây mấy chị, mặc rất là dễ thương luôn. Mặt nhà dễ thương lắm ha. Đó, 60 ngàn một bộ nha. Gửi địa chỉ chèn trên like chị gửi địa chỉ trên like rồi, chị cứ gửi lên cho em đi, em chụp màn hình lại. Rồi em chào chị Bích Ngọc nha. Em chào chị Bích Ngọc. Bà Ba có cái gì? Có bà Trương. Bà Ba hả chị? Bà Ba Trương em không có. Bộ có mấy màu rồi, em lên màu cho mình nè. Em lên màu cho mình nha. Rồi mẫu như em mặc 60 ngàn một bộ thôi mấy chị ơi, bao đẹp bao mát cho mọi người luôn nha. Rồi lên bảng màu. Rồi em lên là size số 2 cho các chị là 40 cho đến 50, 52kg vừa nè. 40 đến 50, 52kg vừa, mẫu em mặc 60 ngàn một bộ mấy chị, có túi ha. Đó, bộ này các chị mặc kiểu như là nhà nó hơi rộng rộng rộng, cái suông theo người mình nó không có ôm nha các chị, không phải là bộ ôm nha, đẹp lắm luôn nè. Đó, rồi chị yêu là mình thích chốt cho em màu này, màu hồng. Rồi, em đang mặc là size số 2 cho các chị 40-52kg, 40-52kg vừa chốt giúp em mã hồng nè. Em lên màu từng size cho mình nha, em lên màu từng size. Có đồ bộ form ôm có, chị Nguyễn Tiết chờ em một xíu. Rồi, cái này màu đỏ, đẹp chưa mấy chị? Ho này là ho thêu nha. Rồi lên giúp em đỏ này size số 2 luôn nè. Mã đỏ. Tại vì mỗi size có cái có màu, có cái không màu, cho nên là em lên màu từng size. Có bộ nhỏ. Chị Ly Khánh ơi, cái này có size này chị, nhỏ là 52kg đổ lại, chị mặc size 2 cho em nè. Rồi chị yêu nào thích cái này lên giúp em đỏ nha. Màu đỏ mấy chị ơi, đẹp lắm. Có 60 ngàn một bộ thôi. Rồi chị yêu nào mình thích cái này lên giúp em. Em đang lên là size số 2 cho các chị từ 40 đến 52kg vừa nè. Rồi em có hồng đỏ, màu rêu mọi người ơi. Hồng đỏ rêu. Rồi hồng đỏ rêu giúp em nha. Rồi màu này màu xám. Hồng đỏ rêu xám. Treo lên đi con. Hồng đỏ rêu xám. Rồi cái này xanh dương giùm em. Xanh dương. Hồng đỏ rêu xám xanh dương nha. Rồi, hồng đỏ rêu xám xanh dương, mẫu em mặc size số 2, hồng đỏ rêu xám xanh dương size 2, 40 52kg vừa. Rồi, 70kg ok, 70kg, 75kg mặc size số 6 cho em nè, lên size số 6 cho mình nha. 60.000 một bộ em đang mặc thôi mấy chị, quá đẹp quá sang luôn. Đây mấy chị ơi. Nè, đẹp chưa? Cái này các chị mặc nhà thoải mái, em mặc nhà mặc ngủ nó như Miramar vậy, chất thun mịn màng. Có 60.000 là các chị đẹp. Chị Ly Khánh ơi, chị nhìn đây em 41kg nha chị. Cái này trừ size số 2 trở lên, không có size 1 nha chị đẹp ơi. Em là 41kg. Chị bao nhiêu ký? Em nghĩ là không ai ít ký hơn em nữa đâu. Em mới thiệt. Đó, em 41kg nha. Rồi ok, chị Đào Phượng, em thấy địa chỉ của chị rồi nè. Cảm ơn chị đẹp.
Chị mặc size 2 cho em nha chị Lý Khánh, tại cái này bộ mặc nhà chứ không phải là mà bộ kiểu nha, mọi người đừng có mặc ôm. Ôm quá không có đẹp. Rồi em lên size số 6 cho các chị nè. 70 đến 75 kg. 70 đến 75 kg. Rồi 70 đến 75 kg màu hồng em đang mặc, chị nào thích chốt cho em hồng size 70 đến 75 kg nha. Đây em bung thử ra cho các chị xem, nó to lắm nha nha. Ủa. Rồi cái này size số 5 rồi. Ở đây đây size số 6 đây em bung rồi. Rồi cái này size số 6 nè mấy chị. Em lên size cho mình. Có bà ba đen thì để cho chị bộ số 4 và bộ số 5 màu đen. Ok chị Như Nguyễn. Rồi cái này size số 6 cho các chị 70 đến 75 kg. Chị nào vừa cái size này thì chốt giùm em nha. Đây. To lắm nha mấy chị ơi. Đó. 70 đến 75 kg. 60 kg cao 1,5 m. Chị mặc size số 5 cho em nha chị Ngọc Loan ơi. 50 số 4. Rồi lên giúp em mã hồng size số 6, chốt mã hồng 6 70 75 kg nè, chốt giùm em mã hồng 6 nè. Rồi màu rêu mấy chị ơi, màu rêu nha. 70 đến 75 kg vừa. Màu rêu giùm em. Rồi cái hàng này là nó thêu luôn nha các chị ơi, không phải là dán lên cho mình đâu ha. Rồi chị Lăng Minh rêu. Chị Lăng Minh hồi nãy hỏi em là nhiêu ký? 70 kg. Số 6 rêu cho chị Lăng Minh. Ok chị Lan Minh này có 60.000 một bộ thôi mấy chị. Người ta bán á, là phải 90, em nói thiệt. Em bỏ sỉ 55 em bán 60. Rồi ok chị Lan Minh nha. Chị Ngọc Loan ơi 60 kg cao 1,50 m. Chị mặc size số 4 giúp em nha chị đẹp. Rồi em có màu hồng đậm. Màu hồng đậm luôn, chị nào thích nè chốt giúp em. Cái này là thun sượt chị ơi, em nói với chị 60.000 một bộ, em bao đẹp cho các chị, bao chóc cho các chị luôn. Đây nè, em mặc nè mấy chị thấy không, cái thun rất là mềm mịn nha và dày. Rồi cái này lên giúp em mã hồng tươi. Hồng tươi size số 6, 70 đến 75 kg vừa, lên cho em mã hồng tươi số 6 nha. 75 80 kg luôn các chị. Chắc thun của nó nè mọi người ơi. Đó, đàn hồi luôn cho em luôn á. Rồi chị yêu nào mình thích cái này nè, lên giúp em nha. Mã hồng tươi size số 6, hồng tươi size 6 giúp em. Xanh đen, chị Lân Minh đếm coi thử có xanh đen không nha chị. Thun nha chị Hoa Hình ơi, thun bao đẹp luôn, màu xanh đen. Rồi màu xanh đen. Đếm coi thử màu này màu đen hay màu xanh đen. Rồi đây màu này màu xanh đen. Màu này màu xanh đen. Rồi em chốt chị bộ xanh đen này nha chị Lăng Minh. Trời ơi đẹp chưa? Màu xanh đen này mấy chị. Màu xanh đen nha. Ok chị Lăng Minh chốt cho chị bộ xanh đen nè. Màu xanh đen mấy chị ơi đẹp xuất sắc. Có 60.000 một bộ thôi mấy chị yêu. Chị Ly Khanh cho chị coi size 2. Ok chị chờ em nha. Chị Lăng Minh nè. Màu xanh đen quá đẹp luôn. Rồi em lên tiếp màu này màu đen mấy chị. Màu đen size số 6, 70 đến 75 kg vừa. 75 80 kg cũng vừa luôn á các chị, chấp co giãn dữ lắm. Màu đen. Rồi chị yêu nào mình thích chốt cho em mã đen mấy chị ơi, lên cái hoa thiêu màu vàng quá đẹp luôn. Hoa thiêu màu vàng quá đẹp luôn nha. Đó. Mẫu như em mặc nè mọi người ơi, có cái thì nó thiêu ngang cái viền cổ như thế này, có cái thì nó thiêu bên hông này cũng rất đẹp nha. Rồi chị nào thích màu đen lên giúp em mã đen size 6. 70 đến 75 kg vừa lên mã đen 6 giúp em. Tím hả chị? Tím là không có rồi đó. Tím không có. 1,62 m, nặng 55 kg mà size số 3 cho em nha chị Đào Phượng. Mặc size 3 giúp em. Rồi em có màu này là màu xanh lơ. Chị đẹp nào thích chốt màu xanh lơ, em lên màu từng size cho các chị nha. Em lên hết size này đã. Rồi màu xanh lơ giúp em. Đây mấy chị. Màu xanh lơ. Màu xanh lơ nha. Rồi size 65 70 kg chốt cho em. Em xin lỗi, size 70 75 kg chốt cho em mã xanh lơ. Rồi xanh lơ nè. Rồi em có màu này là màu xám.
màu xám. Lên giúp em mã xám mấy chị ơi. Mã xám nha, đẹp lắm. Rồi lên mã xám giúp em Hot Hill nè. Đó, các chị thấy không, một bộ đồ như thế này mà có 60 ngàn à, là em bán chứ không ai bán hết. Rồi chốt em mã xám 5. Chờ em một xíu nha chị. Chị nào hỏi em size số 2, hồi nãy em lên đầu tiên luôn đó. Giờ em lên lại cho. Mã này mã xám mấy chị ơi, đẹp lắm. Mặc lên rất là sang. Mã xám cho chị Lan Minh nè. Trời ơi, một bộ có 60 ngàn hả mấy chị. Nè, như em mặc nha, nó như minama vậy. Nó xuông xuông theo người mình, các chị mặc nhà hay mặc ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, xám 6 thì chốt chị Lan Minh rồi nha. Số 6 xanh đen và đen. Chị Tho Kim ơi, em còn màu đen số 6 hả chị? Màu đen số 6, màu hồng số 6 nha. Đen số 6, hồng số 6 và màu xám. Đen, hồng, xám size số 6. Em còn đen, hồng, xám size 6. Chị thích màu nào chị chốt giùm em. Xanh đen em hết nha chị Tho Nguyễn Kim ơi. Em chốt chị một bộ đen trước nha. Em chốt chị một đen một xám được không chị? Hay một đen một hồng như em đang mặc được không? Một đen một hồng như em đang mặc được không? Em chốt cho chị Thoa Nguyễn Kim một đen nha. Có ok thì lên lại giùm em nha chị đẹp ơi. Có ok thì ok giùm em để em biết em chốt nha. Rồi em qua size khác cho các chị nè. Size số 3 nha mọi người. Size số 3 là 55-60kg giúp em. 3. Rồi size số 3 nè mấy chị ơi. Màu đỏ đẹp lắm nè. Rồi vậy em chốt với chị Tho Nguyễn Kim một đen một xám nha chị, một đen một xám. Một đen một xám cho chị Nguyễn Thoa Kim. Mọi người chờ em xíu nha. Chị em xíu. Chị Nguyễn Thoa Kim đâu rồi? Thoa Nguyễn Kim một đen một xám. Rồi ok chị Thoa Nguyễn Kim một đen một xám. Có số điện thoại nè. Em hết đen rồi chị Lân Minh ơi. Hết đen rồi chị đẹp. Rồi size số 2 nè, em lên bảng màu size số 2 lại nè. Các chị yêu nào thích thì chốt giùm em nha, bảng màu size số 2. Số 2 em chỉ còn màu này là màu xanh, chị nào thích chốt cho em mã xanh 2. Không phải là xanh đen mấy chị. Không phải xanh đen nha, đây xanh này. Chị nào thích chốt cho em xanh là được rồi. Đó, chị yêu nào thích cái này lên cho em mã xanh là được nha. Xanh 2 giùm em. Xanh 2 giúp em mấy chị ơi, không có xanh đen, size 2 không có xanh đen. Rồi chị nào thích lên giúp em mã xanh. Lên mã xanh 2 giúp em nha mấy chị, không có xanh đen nha mọi người ơi. Rồi xanh 2 giúp em nè. Rồi cái này lên cho em mã xanh rêu 2 nè. Xanh rêu size số 2, màu xanh rêu mấy chị ơi, lên cái ho màu xanh luôn. Rồi xanh rêu size 2. Size 2 là 40-52kg vừa giùm em nha. Rồi xanh đen không có, mấy chị chốt lại giùm em. Xanh rêu. Rồi màu đỏ. Màu đỏ đẹp mấy chị, màu đỏ mặc rất là đẹp nè, mặc thử bộ đồ đỏ cho chị xem nè. Và màu hồng nha, size 2 em còn xanh. Xanh rêu đỏ hồng nha mấy chị ơi, size 2 còn xanh, xanh rêu đỏ hồng, chị nào vừa chốt. Màu đỏ nè mấy chị. Bộ thun nha mấy chị ơi, bộ thun bao đẹp luôn á. Chào em Hạnh nha. Rồi màu đỏ nè, chị yêu nào thích chốt cho em đỏ size 2 nè mấy chị, 40-52kg vừa. Rồi đỏ size số 2 nè mấy chị ơi. Rồi, chị đẹp là thích chốt nha. Đó, hoa là hoa thêu luôn. Màu khác.
Màu khác size mà sọ 70 tới 75 kg em còn cái xanh lơ này nè chị. Ủa không phải. Em còn màu hồng với màu hồng nhạt với màu hồng đậm size số 6 thôi nha chị Long Minh. Đó, size số 6 em còn hai màu hồng nhạt và hồng đậm. Size số 6 em còn hồng nhạt và hồng đậm thôi. Xám xanh 1m50 45 kg xám xanh vậy em lấy cho chị màu xanh rêu này nè được không chị Đào Phượng? Xám xanh lấy xanh rêu là chị nó xanh xanh xám xám nè. Đó em lấy cho chị cái xanh rêu này được không? Đây màu này màu xanh rêu. Màu xanh rêu nha mấy chị ơi. Đó size 2 chị Đào Phượng có chốt thì ok giúp em là xanh rêu 2 nha. Rồi size số 2 em lên hết màu rồi còn đỏ. Còn đỏ hồng xanh rêu và xanh. Chị Ngọc Loan cao thị cho chị 5 bộ size 4, xám hồng đen xanh. 5 bộ size 4 xám hồng đen xanh hả chị? Xám hồng đen xanh size số 4 để em coi nữa nha. Có chị Lân Minh có đồ lửng. Lửng em có mẫu khác. Chị Ngọc Loan cao thị lên số điện thoại giùm em là 1 xám. Rồi 1 xám nha chị ơi. 1 hồng. 1 đen. À, xanh, một xanh. Rồi, em chốt chị bốn màu này được không chị? Đen nè ha. Hồng nè nha. Đen, hồng nè. Màu xanh này. Màu xanh này nha chị đẹp. Và một màu xám này được không? Được thì ok giúp em nha chị Ngọc Loan cao thị. Ok thì lên số điện thoại giúp em nha. Đó, size số 4 cho các chị 60 đến 65 kg. Chị Ngọc Loan ơi, bốn bộ này có ok thì ok giúp em để em biết em chốt không thì em lên cho khách lựa nha chị đẹp. Đen, hồng nè, xanh xám, đen hồng xanh xám. Đó. Ok, lên số điện thoại giùm em nha. Rồi size số 4 60 đến 65 kg, chị yêu nào vừa chốt giúp em màu này là màu cam sữa. Màu cam sữa size số 4 60 65 kg vừa, chị đẹp nào vừa lên cho em mã cam sữa 4. Màu cam sữa mấy chị ơi. Lấy cho em gái đi chùa hả chị? Lấy em gái đi chùa cái màu này em thấy nó cũng được mà. Nó xám xám, rêu rêu, màu rêu xám xám á. Chứ không phải là màu đậm đâu. Vậy thì không có màu xám luôn chị ơi. Chị Ngọc Loan cao thị ơi, em chốt cho chị 5 bộ size số 4, xám, hồng, đen, xanh. Và cái màu hồng này hoặc là màu vàng được không? Được thì ok giúp em để em biết. Đó, size số 4 em còn 4, 6 màu này nha các chị. Rồi màu vàng 4. Trời màu vàng 4 đẹp quá mấy chị ơi. Size số 4 có màu vàng nhạt nè. Màu vàng 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 nhạt rất là đẹp. Đây mấy chị. Ok rồi em chốt cho chị 5 bộ 5 màu nha chị đẹp ơi. 5 bộ 5 màu ok chị Ngọc Loan nè. Trời ơi 60 ngàn một bộ nó rẻ bè cho các chị luôn á. Ok chị Ngọc Loan cao thị. Bán bộ có lời có mấy ngàn rồi mấy chị ơi, người ta bán bộ như thế này 90 ngàn một bộ lận á. Cho nên người ta kêu 3 bộ re ship cho mấy chị là bình thường. Còn đây em là ship toàn quốc 30 ngàn. Rồi em còn bộ này size số 4. Rồi em chốt vàng cho chị luôn rồi đó. Rồi em còn bộ cam sữa này size số 4 là 60-65kg vừa. Chị nào vừa chốt em cam sữa 4 nha. Cam sữa 4 giúp em. Xanh rêu 2 cho chị Bác Lê nè. Xanh rêu 2 cho chị Bác Lê nha. Ok chị Bác Lê. Và chị Ngọc Loan có số điện thoại nè. Rồi em lên số 3 đây nha chị Đào Phượng ơi. Rồi bây giờ em lên số 3 nha. Đồ lửng cho em một xíu. Lên hết mẫu này em lên đồ lửng cho chị ơi. Tại khách còn coi mẫu này. Xanh rêu 2 em chốt chị Bác Lê rồi nha. Rồi em còn một cái này màu cam sữa size số 4 nè. Chị nào vừa chốt cho em cam sữa 4. Chị Ngọc Loan ơi còn bộ này số 4 thì chốt luôn đi chứ đẹp. Rồi lên màu size 3, size 3 em có màu xám nè mấy chị ơi, size 3 có màu xám nha.
Rồi size 3 màu hồng như nãy em mặc có hồng nè, chị nào thích chốt cho em hồng 3. Rồi lên mã hồng 3 giúp em. Rồi màu hồng tươi, trời ơi màu hồng tươi size số 3 đẹp quá nè mấy chị. Size số 3 55-60kg. Rồi size số 3 55-60kg giúp em màu hồng. Màu hồng nha mấy chị ơi. Chị Khương Huỳnh mẫu này chị mua rồi mà chị đẹp, hello chị nha. Màu hồng 60.000 một bộ đó chị. Bữa nay chị có lấy 2 bộ rồi mà chị Khương Huỳnh. Cái này chị có lấy 2 bộ rồi đó, 60.000 một bộ. Rồi màu hồng tươi nè, chị nào thích chốt cho em hồng tươi size số 3. Chị Đào Phượng ơi đây size số 3 nè, chị đẹp lựa đi. Rồi lên mã hồng tươi 3 giùm em. Rồi màu xám nè, chị yêu nào hỏi em màu xám 55-60kg em có màu xám size 3 nè. Màu xám. Đây màu xám nha mấy chị. Rồi màu xám size số 3, nếu mình mặc đi chùa mặc rộng rộng cũng đẹp cũng được nha. Đi chùa mặc rộng rộng cũng được. 55-60kg chốt cho em mã xám 3. Rồi đây chị Ngọc Loan Thị em đang lên nè chị đẹp, em đang lên mảng màu cho mình nè. Size số 3 55-60kg. Rồi mã xanh giúp em. Màu xanh. Đẹp chưa? Cái hoa thiêu nè mấy chị ơi. Rồi lên giúp em mã xanh 3 nha. Em đang lên size 3 55-60kg chốt cho em mã xanh 3. Rồi màu xám. Rồi size số 3 em có màu đỏ. Màu đỏ size 3 đỏ giúp em mặc hoa thiêu này khác, hoa thiêu này khác, hoa thiêu này ngay viền ngang cái đây rất là đẹp luôn nè. Đó. Hồng tươi, xám, xanh. Hồng tươi, xám, xanh hai bộ. Là lấy một màu hồng tươi, một màu xám hả chị? Chị Đào Phượng một màu hồng tươi, một màu xám. Một màu hồng tươi, một màu xám, một màu xanh hay sao chị ơi? Cho em chốt cho chị nha, Đào Phượng. Đào Phượng một cái hồng tươi. Em gửi rồi. Em gửi rồi nha chị Phương Huỳnh ơi, em chốt đơn, em gửi bữa em gọi điện chốt đơn cho chị là em gửi rồi. Màu xám hay là màu xám xanh chị? Chị Đào Phượng ơi, màu xám hay là màu xám xanh? Màu xám thì chốt xám, còn màu xanh thì chốt xanh cho em nha. Ghi xám xanh là em không biết chốt màu nào đâu đó. Rồi hồng nhạt. Hồng nhạt mấy chị ơi, hồng nhạt còn bộ này nãy em mặc rồi nè. Rồi màu đỏ. Rồi size 3 nha, em còn hồng đỏ. Hồng đỏ, màu xám, màu xanh. Rồi size 3 em còn màu xám, màu xanh, màu hồng, màu đỏ nha mấy chị ơi. Xám xanh, hồng đỏ, size số 3 60.000 một bộ nha em mặc nha mấy chị. Bao đẹp luôn. Hồng và xám. Xanh đỏ. Chị em chốt với chị Đào Phượng là một cái xám nha chị ơi, em chốt với chị một cái xám nha. Đào Phượng. Có bịch rau sống quá chị ơi. Giờ sắp đi leo rồi. Chị Ánh Dương ơi, chị cho chị xem cái gì chị ơi? Hồng xám xanh đỏ. Hồng xám xanh đỏ. Không có vàng, size 3 không có vàng chị Ngọc Loan, em chốt cho chị một cái hồng, một cái đỏ, một cái xanh nha. À một cái xám nha. Một cái xanh nha. Xanh, rồi cái xanh này em chốt chị Đào Phượng nè. Bỏ cái xám lại. Này của chị Đào Phượng. Size 2 nãy em mới lên là lần nữa rồi đó chị gì ơi, chị Khánh ơi. Rồi em lên lại màu size số 3 còn màu lần nữa nè chị Ngọc Loan. Hồng xám xanh đỏ, em còn hồng xám đỏ hết xanh em chốt cho chị hồng. Hồng xám đỏ nha chị, hết xanh nha chị ơi. Rồi hồng xám đỏ cho chị Ngọc Loan. Ngọc Loan Cao Thị nè. Mấy chị ơi em bán hàng giá nó quá rẻ bèo luôn. Mọi người mua chắc chắn lấy hàng giùm em. Đừng bom hàng em nha mấy chị đẹp. Ok chị Đào Phượng. Bọn nó không có vàng nha chị ơi. Em chào chị Thủy Thị Nguyễn, hồng tươi xanh đỏ. Chị ơi chị là mặc size số 4 giùm em nha chị Thủy. Chị Thủy là 60-65kg hả? Em hết luôn rồi đó. Em giờ em lên size số 5 nha.
Em lên size số 5 là 70 65 đến 70 kg. Mẫu này các chị mặc rộng rộng không sao, dưới 70 kg mặc vẫn mặc được. Rồi đây ha chị ha. Mẫu em mặc nè, nó giống như Minama vậy mấy chị ơi, nhưng mà nó là chất là thun nha. Thun to giãn mặc rất là mát, có 60.000 một bộ thôi mấy chị. Có túi quần có hai túi với em luôn ha. Đó, quần có hai túi luôn. Ngày một bộ thôi nha mấy chị yêu ơi. Chị Lăng Minh, chị Lăng Minh cho số điện thoại. Ở chị Lăng Minh nãy có số điện thoại rồi mà ta. Em chào chị Yến Trần nha, 60.000 một bộ. Rồi em lên lại size 2 nè, size 2 em có màu đỏ, chị nào thích chốt giúp em đỏ. Size 2 chốt đỏ giúp em nha. Rồi lên đỏ giúp em mọi người ơi. Size 2 em còn có 4 màu thôi, màu hồng. Đây mấy chị, quần đó là quần dài nha, áo một màu nè, áo tay con. Rồi hồng nè, size số 2 chốt em. Em chào chị Lan Trắng. Hello chị, cảm ơn chị đã chia sẻ like nha. Rồi cái này lên giúp em màu hồng, đỏ hồng size 2, 40 đến 52 kg vừa mấy chị đẹp, size 2. 56 kg mặc size 3 giùm em nha chị Thỏ Song Anh. Rồi em còn hồng nè. Size số 2. Rồi lên mã hồng 2 giúp em, đỏ 2, hồng 2 đi mấy chị đẹp gái, đỏ 2, hồng 2 nè. Đỏ 2, hồng 2. Rồi xanh 2. Màu xanh 2 nha, màu xanh 2. Rồi màu xanh rêu size số 2 luôn. Đó số 2 em còn 4 màu, xanh rêu, xanh, đỏ và hồng. Đỏ là em đang mặc luôn nè mấy chị. Đúng rồi chị Đào Phượng, bao nhiêu em cũng chốt em cũng xíu có 30 ngàn hết á. Rồi nè, màu size 2 nè mấy chị ơi, 40-52kg vừa chị nào vừa chốt. Em còn màu đỏ nha, màu hồng nha. Đỏ, hồng nè, màu xanh và màu xanh rêu giúp em nha. Đó, 4 màu. Rồi size 3 hả chị, còn có 2 bộ size số 3 thôi. Chị lấy luôn đi, chị Thỏ Song Anh. Màu đen em có mà, nó hết rồi chị ơi. Em còn một ri size số 5, để em lên ri size số 5 cho mình nè. Rồi size số 3 chị Thỏ Song Anh em còn 2 bộ chứ đẹp, lấy luôn đi, một cái hồng một cái xám. Một màu hồng một màu xám nè. Size số 3 55 60 kg. Đây em còn bộ hồng và xám. Một cái hồng một cái xám nha chị nào vừa size số 3 chốt cho em hồng và xám đi mấy chị. Hồng xám size 3 giúp em, màu xám đẹp lắm nha. Màu xám rất là đẹp nha mấy chị. Đây màu xám nè. Màu xám đẹp lắm nha. Đó. Chị yêu nào thích chốt giúp em. Rồi xám hồng size số 3. Hết luôn rồi chị Thỏ Song Anh. Số 3 em còn có 2 bộ đó thôi chứ đẹp. Trời 60 ngàn một bộ. Đẹp rẻ. Rồi coi chị nào. Xanh đỏ rêu. Rồi xanh đỏ rêu. Xanh đỏ rêu cho chị. Rồi em bỏ bộ đỏ này ra cho chị Ly Khanh. Chị Ly Khanh lên số điện thoại giúp em chị đẹp ơi. Lên số điện thoại giùm em nha. Rồi để em lên size 5 cho chị Ánh Dương nha. Rồi xanh đỏ rêu chị Ly Khanh lên số điện thoại giúp em nè. Cái đẹp chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Ly Khanh. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này bộ mặt nhà các chị màu nào các chị mặc cũng đẹp hết trơn á. Rồi chị Ly Khanh lên số điện thoại giùm em nha chị đẹp gái ơi. Chị duyên dáng ơi, hết rồi chị, màu xanh hết rồi, chị xem màu là hết rồi. Cho chị xám 3, ok chị Đào Phượng xám 3. Rồi size 3 em còn một màu hồng thôi nha. Size 3 em còn một màu hồng thôi mấy chị. Size 2 em còn hồng và rêu. Rồi em lên size số 5 cho mình nè. Lên size số 5 cho mình, em chào chị Trần Nga nha. Rồi ok chị Ly Khanh có số điện thoại nè, cảm ơn chị đẹp. Rồi size số 5 là 65-70kg nha mấy chị ơi, 65-70kg. Rồi chế đẹp nào thích màu đen chốt đen nhanh giùm em, màu đen. Đen size số 5 lên cái hoa thêu màu vàng đẹp quá trời luôn. Em chào chị Nguyễn Tuyết. Form ôm có, chị chờ em một xíu chị đẹp ơi. Rồi màu đen size số 5 chị yêu nào vừa lên giùm em mã đen 5. Màu đen mấy chị, trời ơi chất thun mềm mịn lắm mấy chị ơi, 60 ngàn một bộ. Em chào chị Việt Tiến nha. 60 ngàn một bộ thôi chị ơi, đẹp xuất sắc luôn nè chị.
mặt mát cực kỳ luôn. Đây chất thun này các chị thấy không, mềm mịn lắm nha. Rồi lên giúp em mã đen, em đang lên size số 5 nha, 65-70kg vừa. Đáng là size to là sẽ bán giá cao hơn, mà em bán đồng giá cho các chị luôn đó. 60.000 một bộ nha chị, tóc đẹp. Em thấy chị duyên dáng nha chị ơi, mà lúc chị hỏi màu là khách đã chốt rồi, khách đã chốt rồi. Màu xanh rêu. Rồi màu xanh rêu giúp em size số 5 mấy chị ơi, size số 5. Mặc một bộ vô cho mấy chị xem nha, nhiều chị mới vô không có thấy cái mẫu bộ này nè. Trời ơi, 60.000 một bộ là em bán đó mấy chị, người ta bán 90.000 một bộ cho tới 101 là bình thường nha. Đó mấy chị ơi, bộ này là bộ mặt nhà như vậy nè, dễ thương lắm, có túi nha mọi người, có hai túi rất là sâu luôn á. Dạ ok chị. Rồi, màu hồng. Màu hồng size 5, chị nào thích chốt giúp em hồng 5, lên mã hồng 5 giùm em. Hồng 5 mấy chị ơi. Hồng size 5 giúp em nha. Em gùi nãy giờ cái này nó hơi nhăn nè, nãy giờ em gùi đi. Rồi hồng 5 giúp em. Chị đẹp nào thích lên giúp em mã hồng 5. 65-70kg vừa size số 5. Rồi size số 5 cái màu này nãy giờ không có nè các chị. Màu cam đất rất là đẹp luôn. Màu cam đất size 5 giùm em, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn nha các chị ơi. Màu cam đất size số 5, 65-70kg lên mã cam đất size 5 giùm em. Cam đất mấy chị đẹp. Rồi lên mã cam đất giúp em nha. Em chào chị Đào Lê. Chị có lấy hàng cho em địa chỉ gửi hàng không, em xả ra chị đẹp ơi. Đầm suông có nha chị, đầm suông em có nha. Hết này em lên chưa? Mã đen xanh rêu. Màu cam đất, chị Việt Tiến em đang lên màu này chị, em đang lên từng màu nè, size số 5, 65-70kg. Rồi cam đất cho chị Loan tóc đẹp, lên số điện thoại giùm em nha. Chị Loan tóc đẹp, lên số điện thoại giúp em chị đẹp ơi. Loan tóc đẹp nè. Chị đẹp nào chốt hàng lên số điện thoại giúp em mới chốt được nha mọi người. Chị Trần Thu một màu đen, một màu xanh rêu. Chị Trần Thu lên số điện thoại giúp em chị đẹp ơi, một đen một xanh rêu cho chị Trần Thu nè. Màu đen nè, các chị lên cái hoa thêu màu vàng đẹp chưa? Hoa này là thêu luôn nha, chứ không phải là dán lên đâu mấy chị đẹp. Rồi chị Trần Thu lên số điện thoại giùm em nè. Chị Trần Thu lên số điện thoại giúp em nha, một đen một xanh rêu. Rồi một đen một xanh rêu, chị Trần Thu lên số điện thoại giùm em. Size 2 không có cam đất chị Ly Khanh ơi. Bốn mươi ký chị Loan tóc đẹp ơi, cái bộ chị chốt là size 60-65 tới 70kg đó nha chị. Rồi cam đất em hết nha mấy chị ơi, cam đất em hết. Rồi Loan tóc đẹp, size 40kg là size số 2 em mặc nè chị Loan tóc đẹp ơi, size số 2 em mặc đây. Chị Trần Thu chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Rồi màu xanh này mấy chị, hồi nãy giờ chị nào hỏi em màu xanh chưa bung ra thì bây giờ em bung ra màu xanh này. Màu xanh đây nha mấy chị ơi. Đó chị đẹp là mình thích chốt cho em mã xanh size số 5. Mua thêm cho người nhỏ là size số 2, em còn hai bộ thôi chị đẹp, em còn một màu hồng và một xanh rêu size 2 như em đang mặc nè. Là 40-52kg chị đẹp gái. Đó, em còn hồng và xanh rêu hết luôn. Mẫu này bán rất là hot luôn mấy chị. Tại em bán quá rẻ luôn mà. Hết đỏ xanh rêu rồi nha, hết đỏ xanh rêu rồi chị Giang Giang, còn xanh rêu, hết đỏ xanh rồi nha, còn xanh rêu với hồng xe 2 thôi. Chị Ngọc Mai ơi, chị chờ giùm em, có khi thứ bảy nhật người ta chưa giao đó, hôm nay người ta giao nha chị. Rồi cái này lên cho em mã xanh size 5, 65-70kg, chốt xanh 5 giúp em. Ok chị Trần Thu nè. Rồi xanh 5 nè, chị nào vừa chốt mã xanh 5 cho em mấy chị ơi, size 4 này, size 4 em còn có một bộ cam sữa duy nhất, chị nào chốt thì chốt cho chị đẹp.
Size 4 em hết. Rồi cam đất em còn mỗi số 5 nữa. Hồi nãy chị nào chốt màu cam đất nè. Cam đất hồi nãy em chốt cho chị nào ta? Chị Loan tóc đẹp rồi tới chị nào? Cam đất chị Loan tóc đẹp, xong rồi tới chị Nguyễn Tuyết. Rồi chị Nguyễn Tuyết có cam đất nha, chị lên số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Tuyết ơi. Còn bộ cam đất này em chốt chị Nguyễn Tuyết nha. Lên số điện thoại giúp em chị Nguyễn Tuyết ơi. Rồi số 5 em còn bộ màu đen nữa. Chị đẹp nào thích chốt đen giúp em. Đứng lên xem. Đây nè chị Đặng Hà. Bộ em mặc nè chị. Em đang mặc size số 2. Em 41kg. Số 2 là 40 cho đến 52kg mặc đẹp. Có túi nha mấy chị ơi. Bộ mặt nhà nha, nó giống như Vinama vậy em, nó mặc nó suông suông theo người, nó thoải mái nha chị nha. Mặc thoải mái không phải là phong ôm. Chị Nguyễn Tiến em chốt chị cam đất á, chị có lên số điện thoại lên giùm em không, em chốt cho chị đẹp khác nha. Rồi màu đen. Việt Tiến ơi, chị lấy màu đen đi chị đẹp. Màu đen nè, em còn bộ đen số 5 nè, đẹp chưa? Em còn bộ đen số 5 nè. Hoa thêu màu vàng. Đó, đẹp chưa mấy chị? Rồi đen 5 chị nào chốt chốt giùm em mã đen 5. Đen 5 giùm em nha. Rồi lên mã đen 5 mấy chị yêu ơi, đen size số 5. 60.000 một bộ thôi. Đông xuân cái mẫu này em không biết đông xuân hay gì, mặc bình thường chị ơi. Mẫu này nó như vậy à, đông xuân gì em cũng không biết đông xuân gì nữa. Chị tóc đẹp, chị Nguyễn Tuyết. Ok chị Nguyễn Tuyết nè. Có số điện thoại chị Nguyễn Tuyết nè. Cho chị đen 5 luôn. Ok chị Loan tóc đẹp. Một bộ 60.000 chị Ngọc Mai ơi. Bộ 60.000 nha. Chị Lam Trương số 4 nè chị. Em còn bộ 1 số 4 à chị ơi. Màu cam sữa, màu hồng sữa gì đó. Màu hồng sữa. Màu hồng sữa em còn bộ số 4. Đây 60 đến 65kg vừa chốt hồng sữa 4 giùm em nè. Ở size 4 em còn bộ 1 nha. Vải thun nha chị Việt Tiến. Vải thun rất là đẹp luôn nha chị ơi. 60 ngàn mà em bao đẹp cho mọi người luôn. Người ta bán là 90 lận mấy chị. Tại em bán không có lời nhiều đâu. Bộ lời có mấy ngàn đó. Rồi lên giúp em màu này size số 4. Chị Lam Trương em còn có bộ này số 4 à chị đẹp. Em còn bộ này số 4. Chị nào có đơn vừa lấy giùm em luôn đi mọi người ơi. Size số 4. Rồi em còn xanh rêu size 5. Chị nào vừa chốt xanh rêu 5 giúp em nha. Màu xanh rêu size số 5. 65-70kg lên mã xanh rêu. Màu xanh rêu nha mấy chị. Size 5. Đây ha. Rồi chị đẹp nào vừa chốt giúp em mã xanh rêu 5. Xanh rêu 5 nha mấy chị ơi. Rồi em còn màu nữa là em hết. Em qua mẫu nha. Đây màu cam sữa. Màu cam sữa giống bộ số 4 em mới lên đó. Rồi còn cam sữa size 5. Rồi còn bộ cam sữa nha các chị ơi. Size 4, size 5 màu cam sữa nè. Rồi 4, 5 cam sữa. Size số 2 em còn hồng và rêu nha. Rồi số 5 em còn xanh nha các chị đẹp. Xanh nè. Màu cam sữa và màu xanh rêu. Size số 5 chị đẹp nào vừa chốt em còn 3 bộ. Size số 5 em còn 3 bộ nha. Xanh rêu nè. Cam sữa và màu xanh. Đó. Chị đẹp nào vừa chốt size số 5. Rồi em lên size lại lần nữa nha. Size số 2 em còn màu xanh rêu và màu hồng. Số 2 40-50kg em còn xanh rêu và màu hồng nha. Rồi size số 4 em còn một bộ màu cam sữa. Số 3 em hết. Rồi size số 6 nha mấy chị ơi. Đây số 6 em còn hồng. Số 6 em còn hồng. Hồng nhạt, hồng đậm và màu xanh. Rồi số 6 em còn hồng nhạt, hồng đậm và xanh nha. Là hết. Chị lấy rêu ok chị. Rêu size 5, cam sữa size 5. Chị Việt Tiến còn 3 bộ số 5 lấy hết luôn đi nha chị đẹp. Sang mẫu khác ok chị nè. Em còn 3 màu, 3 bộ nè. Lấy size số 5, còn 3 bộ lấy hết giùm em luôn đi. Ở đây em lên bộ lửng cho các chị ha. Bộ lửng nha các chị đẹp. Bộ lửng 45 ngàn nha. Không chị Ly Khanh ơi, sao ba không có cam sữa?
Rồi qua mẫu nha mấy chị yêu ơi. Em hết luôn, mẫu này hết luôn rồi. Các chị mới hết thì em sẽ về lại cho các chị đẹp nha. 100 bộ hết luôn rồi đó. Rồi bộ lửng này 45.000, 65kg đổ lại vừa giùm em nha các chị. 65kg đổ lại vừa giúp em mọi người ơi, 45.000 nha. Bao đẹp bao mát cho các chị luôn. Con cày dữ lắm, được lên hoàng vùng 3. Giờ thì có 1.000 nữa nha. Ok em lấy chị ba bộ nha chị Việt Tiến. Rồi mẫu này các chị ơi, bộ lửng mặt nhà hơi bị xinh luôn lên luôn. Rồi 65-70kg mặt vừa giúp em luôn nè, size 67 70kg là đó mấy chị. Dễ thương lắm luôn. Rồi mẫu này 70kg đổ lại cho em vừa nha các chị ơi, size số 7 luôn nè, 70kg đổ lại vừa. 45.000, chị nào thích bắt đầu lên màu giùm em nha. Ok chị Việt Tiến luôn. Rồi 70kg đổ lại vừa, 45.000 một bộ như em đang mặc mấy chị. Chị đẹp nào thích chốt giùm em. Chốt giùm em mã vàng, màu vàng nè mấy chị ơi, màu vàng nha. Vàng. Rồi tím. Màu tím chị nào thích chốt giùm em mã tím bộ lửng nha các chị đẹp, bộ lửng 45.000. Rồi chốt tím giúp em. Chốt giùm em mã xanh rêu. Mã xanh rêu ha. Rồi mã xanh rêu bộ giùm em mặc nha. Rồi xanh dương giúp em nè. Màu xanh dương, trời đẹp lắm mấy chị. Đây. Chất thun rất là mịn mát nha mọi người ơi. Xanh dương. 70kg đổ lại mặt đẹp. Rồi lên mã xanh dương giúp em nha. Vàng, tím, xanh rêu, xanh dương nè mấy chị ơi. Vàng, tím, xanh rêu, xanh dương. Mẫu này 45.000. Lửng tới gối mặt nhà bao mát luôn. Rồi đỏ. Màu đỏ, lên mã đỏ. Rồi có nhiêu màu đó mấy chị, vàng nè, tím, xanh rêu nha, xanh dương và đỏ. Vàng, tím, xanh rêu, xanh dương, đỏ giúp em. 45.000 mẫu này mấy chị ơi. 45.000 mẫu này, chị đẹp nào thích chốt giùm em nha. Rồi vàng, tím, xanh rêu, xanh dương, đỏ. Một bộ này em còn một bộ màu. Chị còn xem like chấm bài lên giúp em đi mọi người ơi. Chị Ngọc Loan hỏi số 2 là hỏi thế nào chị. Rồi bộ này 2 dây 45.000 luôn. Chị làm thích chốt em bộ tím dây. Lên mã tím dây giùm em nha, lửng luôn. Có đồ người già, có bộ lỡ người già đó chị. Có bộ lỡ người già em lên thử chị có thích thì lấy nha. Rồi cái này chất thun mềm mịn luôn mọi người. Em còn bộ tím này size 65kg đổ lại. Đó chị nào thích cái này chốt cho em mã tím dây nha. Lên mã tím dây giùm em, 65kg đổ lại vừa, lên mã tím dây. 45.000 luôn nha các chị, lên cho em tím dây nha. Em chào chị Mary Nhiếm. Rồi màu này là màu xanh. Màu xanh này rất là sang luôn mấy chị. Màu xanh này sang lắm. Màu xanh này là xanh vịt nè, xanh cổ vịt nè. Các chị chốt xanh cho em là được. Rồi 45.000 nha các chị ơi. Một bộ như thế này nha. 65kg đổ lại vừa. Đây thùng nó nè các chị. Rồi lên giúp em mã xanh nha. Mã xanh giùm em. Rồi lên mã xanh giúp em nha. Chị gái đòn hỏi em cái gì chị đẹp ơi. Bộ bà già nè, 70kg đổ lại vừa, 45.000 luôn, chị đẹp nào
thích chốn giúp em. Lên lửng màu hả chị? Rồi chờ em một xíu, em lên lửng một màu cho mình nha. Rồi 70kg đổ lại vừa giùm em. Đây mẫu này nó hơi già nè mấy chị. Chị nào mà mua trung trung tuổi hay là mua cho mẹ đó mặc được nha. Rồi chốt giúp em mã vàng, hoa vàng 65kg thôi mấy chị, 65kg đổ lại vừa. Bộ này nha, 65kg đổ lại vừa, 45.000. Chị nào vừa chốt giúp em mã hoa vàng nè. Đây mấy chị đẹp. Rồi lên giúp em mã hoa vàng mẫu này nha mọi người ơi. Rồi hoa vàng, rồi hoa xanh giùm em. Hoa xanh giúp em nha, mẫu này là mẫu già già đó các chị. Rồi hoa tím. Hoa tím nha. Rồi em còn hoa vàng, hoa xanh, hoa tím, hoa trắng. Vàng xanh tím trắng giùm em. Vàng xanh tím trắng. Rồi bây giờ em lên đầm suông nha mấy chị ơi, đầm suông 45.000. Lên đầm suông 45.000 một cái nha mấy chị đẹp. Ở người già em có mẫu này thôi chị. Không là bà ba thôi nha. Rồi em like chúng mẫu gì em like mẫu đó, không like theo yêu cầu được nha chị gái đoàn ơi. Rồi em lên mẫu đầm suông 45.000 một đầm, chị nào thích thì chốt. Resize 70-75kg đổ lại một vừa nha mấy chị. Khát nước quá. Ồ cái bộ lửng hồi nãy còn một bộ này nữa chị, màu nho này rất là đẹp luôn. 65kg đổ lại vừa, chị nào vừa chốt giúp em một mã màu nho đi các chị. Lên mã hồn nho giùm em nha, dễ thương lắm. Rồi chốt giúp em màu nho nha các chị ơi. Màu nho, lửng nho giúp em. Cho em mọi người đẹp không? Rồi em lên đầm suông 45.000 một đầm, chị nào vừa chốt nha. Chị Ngọc Loan ơi, mẫu bộ size số 2 em còn màu hồng và màu xanh riêu thôi chị. Rồi đầm suông 75kg đổ lại em bao vừa cho các chị luôn. 75kg đổ lại mặt đẹp, chị nào vừa chốt giúp em mã này là mã sọc trắng, à, đầm trắng giúp em đi. Chốt giúp em mã đầm trắng nha. Rồi 75kg đổ lại bao vừa cho các chị, chất thun co giãn có túi luôn nha mọi người ơi. Đầm suông chữ A, bao đẹp. Rồi chỉ đẹp là mình vừa thích thì chốt giùm em nè. Bà ba hả chị, chờ em một xíu đi để coi thử khách các chị có lên bà ba nhiều không. Lửng nho. Ok chị Ánh Dương nha, lửng nho nè. Em còn một lửng màu xanh nữa chị, chốt không chị ơi. Rồi chị Ánh Dương nha. Bà ba đẹp lắm, chị nào có muốn xem bà ba chấm bài nhiều nhiều lên cho em lên. Rồi cái này chị là thích lên giúp em mã này, mã sọc, mã trắng nha, mã trắng giùm em nè. Chốt trắng. Rồi cái hoa này hơi bị đẹp luôn mấy chị đẹp. Lên mã hoa hồng giùm em nha. Rồi cái này là nhúng ở ngay cái eo nó hơi bị đẹp luôn nè mấy chị, nhúng ngay eo nè. Trời ơi cái này đẹp quá mấy chị. Resize nha mọi người ơi, 70kg đổ lại cho em vừa. Không có rộng nha chị ơi, đầm suông em là 41kg chị, các chị ơi đầm suông không có sợ rộng đâu mấy chị. Rồi cái này chốt em mã hoa hồng giùm em. Cái này đẹp. Rồi lên mã hoa hồng giúp em mấy chị ơi, có túi luôn nha. Dễ thương lắm. Rồi lên mã hoa hồng giúp em 70kg đổ lại mặt đẹp nè. Không có sợ rộng đâu mấy chị. Cái này có bo chung nè, em tới đâu nó sẽ bo tới đó. Mấy chị mặc nó thùng thùng như vậy cũng đẹp nè, sao á, đúng rồi đó. Xong rồi thắt thêm cái nịt chỗ đây nữa là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi chốt mã hoa hồng lên giúp em.
không có rộng đâu chị Nguyễn Tuyết, em có 41kg mà chị thấy em mặc không, nó là lầm suông mà. Lầm suông không rộng mà. Hoa hồng cho chị đầu lên. Còn chị Ánh Dương ơi, còn nha chị. Hoa hồng cho chị đào lên. Rồi cái này chốt cho em mã vàng nha các chị ơi. Lên mã vàng giùm em. Lên cho em mã vàng các chị. Nó sọc ô vuông như thế này nè. Đứng gần mấy chị xem nè. Đó. Vàng, chị nào thích cái này lên giùm em vàng nha. Vàng giúp em. Em lai lộn xộn nha chị ơi, lên cái nào thích cho chị cứ lấy. Rồi lửng em còn bộ lửng này nè chị ơi, chốt cho em lửng xanh. Lên giùm em mã lửng xanh nha. Rồi 45.000 luôn, chốt lửng xanh. Đây. Dễ thương lắm nè. 65kg đổ lại mặt đẹp. Đây dễ thương chưa? Chốt giùm em lửng xanh mấy chị ơi. Đó, lửng xanh giùm em. Dễ thương quá. 2 giây. Rồi chốt giúp em mã lửng xanh nha mấy chị ơi, lửng xanh, lửng xanh. Đầm hoa hồng số lớn á cô, đầm hoa hồng như con hết rồi. Cái này là 75kg đổ lại vừa hết á cô Hải Cao. Mà cô lấy cái loại suông á, còn cái loại mà bo eo là cô mặc sẽ không đẹp nha. Cô lấy loại suông cô mặc sẽ đẹp. Rồi cái này lên mã nâu giùm em đẹp quá mấy chị. Lên mã nâu giúp em. Đẹp chưa? Lên mã nâu giùm em nha. Đầm hoa hồng là con hớt rồi cô ơi. Mà với lại cô mặc cái bo eo này không được, cô phải mặc cái suông suông á mới được nha. Rồi nâu mấy chị yêu ơi, nâu 70kg đổ lại vừa, chốt cho em mã nâu. Nền nâu hoa trắng nha. Đẹp quá trời luôn. Rồi lên mã nâu giúp em. Rồi cái này lên cho em mã bi xanh. Nè cô Hải Cao, cô là cô mặc mẫu này được nha. Cái mẫu mà suông xuống luôn á, cái mẫu mà nhúng ở chỗ đây là cô không vừa nha. Cái mẫu mà suông xuống như vậy luôn là cô vừa nè. Rồi chốt em mã bi xanh nha mấy chị ơi. Bi xanh. Cái này là đầm suông mấy chị mặc nhà thoải mái ha. Rồi lên mã bi xanh giúp em. Rồi cái này các chị lên giúp em mã hoa nha các chị. Lên mã hoa giùm em nè. Cái chảo hoài. Mẫu này á, cái nào mà có nhúng eo là 70kg, còn cái nào mà có suông như thế này thôi, suông xuống hôn á là 75kg vừa. Đây mấy chị ơi, chút chất thun của nó nè, co giãn cực kỳ luôn á. Cô Hải Cao, con lấy cho cô cái đầm này được không? Bi xanh cho chị đầm lên. Con lấy cho cô cái này được không cô Hải Cao ơi? Cái này là con mặc được nè, con lấy cho cô một cái này nha. Với một cái này được không cô ơi? Đó, cô lấy cái xuông này, con lấy cho cô hai cái này được luôn. Con lấy cho cô hai cái này được không này cô? Được vậy ok thôi, con lấy cô hai cái này nha. Rồi đầm em lên là có 45.000 một cái thôi mấy chị, đầm su 75kg đổ lại vừa. Ok cô Hải Cao. Rồi cái này các chị chốt mã, trời ơi đẹp quá mấy chị. Chốt mã xanh đen giúp em nha. Lên cho em mã xanh đen nè mấy chị yêu ơi, mã xanh đen. Thank you.
Chị Đào Lê ơi, em lên cái nào nãy giờ chị chọn là em chốt cho chị á, nó không không cái này nó resize mà chị đâu có size lớn size nhỏ đâu chị ơi. Nó chốt thì chốt giùm em, không thì em xả ra cho khách nha. Mẫu mà nó bo chung như vậy á là 70kg trở lại, còn mẫu mà không có bo chung á là 75kg trở lại nha. Rồi cái này chị nào thích lên giúp em mã xanh đen giùm em. Chứ cái này không có size nha mấy chị ơi, resize nghe kỹ giùm em nè, resize. Dễ thương chưa? Cái này mà về các chị thêm cái nịt vô á nó đẹp cực kỳ luôn á. Chị đi cà phê ok luôn á. Ok cô, con lấy cho cô rồi nha. Đây mấy chị ơi, đó thêm một cái nịt đồng vô như thế này nữa thôi nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi chị nào thích cái đầm em đang mặc chốt em mã xanh đen, nền xanh đen lên cái hoa màu đỏ các chị. Rồi chốt mã xanh đen giùm em nha, qua mẫu. Chị gì đó chị Ánh Dương ơi, em còn cái bộ mà này, bộ giống hồi nãy màu nho mà màu xanh của vịt nè chị, đẹp quá nè, còn bộ này chị lấy luôn đi chị đẹp. Đó, em còn bộ này xanh của vịt nè, chị nào thích chốt mã xanh vịt giùm em nha, lên mã xanh vịt giúp em bộ lửng. Lên mã xanh vịt giúp em nè. Còn bộ, rồi qua mẫu nha. Lửng một màu chị đẹp mà hỏi đúng em lửng một màu 101 em sale còn 80. Đó chị nào hỏi lửng một màu em lên cho nha. Rồi cái này lấy gì vậy con? Trời ơi cái này quần thun mấy chị ơi, quần thun. Quần thun bao đẹp cho các chị luôn. 45.000 một cái luôn nha. Cái này size. Rồi cái này size 60kg đổ lại cho em vừa nè. Em lên mẫu quần thun, trời ơi 45.000 các chị. Nhìn cái thun đó nè, dày mà nó đẹp, co giãn nha. Rồi 45.000 chị nào thích lên giúp em mã xanh. Đây mấy chị ơi, 60kg đổ lại, 60-65kg luôn á. Này là quần quần dài ống ôm một màu nha các chị, bao đẹp cho mọi người luôn. Rồi mẫu em lên 60-65kg đổ lại vừa, 65kg đổ lại vừa nè. Em mặc còn rộng dữ lắm nha. Rồi 65kg đổ lại vừa, 45.000 một quần luôn, co giãn thoải mái. Em màu em lên là màu xanh. Rồi chị đẹp nào thích chốt xanh. Size 3XL lận các chị, 65kg đổ lại. Rồi lên mã xanh giùm em nè. Trời ơi nó size lộn xộn mấy chị ơi. Rồi cái xanh em mặc nha, 65kg đổ lại vừa, chị nào vừa chốt em mã xanh. Rồi cái này lên em mã xám, 60kg đổ lại chốt mã xám. 60kg đổ lại chốt xám giúp em nha, 45.000. Dài ống ôm nha mấy chị đẹp. Rồi 60kg đổ lại vừa chốt cho em mã xám. Lên mã xám giùm em nè. Màu này màu tím than, chị yêu nào vừa chốt cho em tím than. Chị đẹp nào muốn lên bà ba thì chấm bài lên cho em đi, đông đông thì em mới lên. Rồi màu tím than, size 3X 65kg đổ lại, chốt cho em mã tím than. Lên mã tím than giùm em nè. Trời ơi quần nó đẹp ghê luôn mấy chị ơi, cái chất mà mềm lắm nha. Rồi chị đẹp nào muốn quần một màu mà quần rồi đó thì chốt hàng giùm em có xanh, tím than và xám 65kg đổ lại. Hết đầm xuông rồi mấy chị. Rồi em lên bộ lửng một màu nè. Cái này nó còn lẻ sai cho nên em làm miếng lên là vậy đó. Lửng một màu em sale 80.000 một bộ nha mấy chị ơi. 101 sale 80, chị yêu là mình thích chốt nha. 101 xe 80 chất không bao đẹp cho các chị luôn.
đậm là chị Đào Lê ơi. Đậm 50 cái, bữa em lên like một lần hết còn nhiêu đó thôi. Rồi mẫu lửng ống rộng một màu 80.000 một bộ mấy chị. Rẻ hơn bỏ sỉ luôn á. Sỉ em bỏ 90-95 mà. Đẹp chưa? Chốt thun co giãn bao mát. Rồi bộ em mặc màu măng cục, chị nào vừa chốt cho em măng cục size số 1. 40-52 kg vừa chốt cho em mã măng cục 1 nha. Đó. Lên mã măng cục size 1 giùm em. Đây mấy chị đẹp gái. Măng cục size số 1. Mẫu em lên 80.000 một bộ, chắc thun của nó là mọi người. Co giãn mạnh luôn nha. 101 sale còn 80. Rồi nha, mẫu này mấy chị ơi 80.000 một bộ, chị nào vừa chốt em mã măng cục size số 1. 40-52 kg vừa. Rồi cái này lên cho em mã vàng 2. Vàng 2 giùm em nha. Vàng size số 2 mọi người ơi, vàng size số 2. Số 2 50-55 kg, chị nào cao 1m58-57 kg vừa. Chốt mã vàng 2 giúp em. Đây mấy chị đẹp. Rồi lên cho em mã vàng 2 nha. Vàng size 2 mấy chị đẹp ơi. Size 2 50-55 kg vừa, lên mã vàng 2 giùm em nè. Mẫu em mặc nha mấy chị. Đó, mẫu em mặc. Còn lẻ size sale 80.000 một bộ. Còn lẻ size sale 80.000 một bộ. Cái mẫu này em bán 101 lận mấy chị yêu. Rồi chị đẹp là mình thích, lên giúp em. Măng cục 1 cho chị Nguyễn Tuyết. Chị Nguyễn Tuyết, ủa nãy nhớ chị Nguyễn Tuyết chốt tới size số 5 lận mà ta. Size 1 là 40-50 kg thôi nha chị Nguyễn Tuyết ơi. 40-52 kg thôi nha. Ok chị Nguyễn Tuyết nha. Còn chủ yếu là size 1 và size 2 á mấy chị. Rồi màu đỏ, chị nào thích chốt cho em mã đỏ 2. Size 50 cho mẹ, ok chị đẹp. Rồi đỏ 2 giùm em nha, 50-55 kg vừa size số 2. Đây mấy chị ơi, màu nào lên cũng đẹp hết á. Rồi chốt cho em mã đỏ 2. Rồi lên đỏ 2 giúp em, mẫu em lên 80.000 một bộ, hàng sale nha mấy chị ơi. Hàng sale nha, em sale đó. Giá là 101 sale còn 80 nha, hàng này hàng đẹp luôn nha. Hàng shop luôn đó. Chất thun dày dặn co giãn. Chị 50 kg, ok chị đẹp. Hết đầm xuông rồi chị Đào Lê ơi. Rồi em mặc là màu đỏ size 2, 50-55 kg vừa, chị nào vừa chốt đỏ 2. Màu xanh đen size 2 luôn mấy chị, lên mã xanh đen size số 2 giùm em nha. Xanh đen size 2. Hết đầm xuông rồi chị Đào Lê. Rồi lên cho em mã xanh đen size 2 mấy chị đẹp gái. Hết mẫu này em sẽ lên áo và ba bông 60.000 một áo cho các chị ha. Rồi lên cho em mã xanh đen, mẫu em mặc mọi người ơi. Bao sang. Bao sang cho cấp chế luôn nha. Rồi lên cho em màu xanh đen size số 2 nè. Xanh đen size 2. Rồi màu này màu xám size 2 luôn. Chị nào vừa chốt em mã xám 2. Ôi chết, bộ này bộ gì? À bộ này bộ lửng ống ôm đó chị ơi, lửng ống ôm. Ủa em mới bước đi đâu hết rồi ta. Rồi đây đây. Màu hồng, chị nào thích lên giúp em mã hồng 2. Lên mã hồng 2 giùm em nha. Rồi hồng size 2 luôn mấy chị ơi, hồng size 2 luôn. Chị nào vừa chốt cho em hồng 2 nè. 50-55 kg hồng 2. Rồi xám 2, xanh đen 2, đỏ. Trời ơi còn size số 2 không à. Rồi em hết rồi đó. Còn đỏ, vàng, hồng, xanh đen và xám size 2 50-55 kg nha. Vàng, hồng, đỏ, xám, xanh đen giùm em. Rồi qua mẫu khác. Chị đẹp nào muốn xem bà ba chấm bài lên giùm em, mọi người chấm bài lên để em thấy nha. Đông người xem thì em mới like được. Mẫu em lên 80.000 một bộ nha chị đẹp ơi.
Rồi lửng ống ôm 80, xả 80 luôn nha các chị. Lửng ống ôm em xả 80 luôn nha. Còn mấy bộ xả 80 luôn nè. Lửng này là lửng ống ôm, chắc thun co giãn mạnh giùm em nha. Rồi xả 80 luôn. Này lửng ống ôm mấy chị đẹp gái. Dễ thương chưa? Hai túi nha, có hai túi nha mọi người. Rồi. Đây. Hai túi rất là sâu. Rồi chị đẹp làm hết mẫu này lên giúp em mã tím. Tím em còn size 1. Size 1. Size 2. Rồi tím em còn size 1, size 2. Chị đẹp nào thích là chốt mã tím 1, 2 giúp em nha. Tím 1, 2 mấy chị. Bộ này là lửng ống ôm. Size 1 40-50kg. Size 2 là 50-55kg. Rồi lên giúp em mã tím size 1, 2. Màu tím. Mẫu này là 140 đó mấy chị ơi, sale còn 80 nha, nó còn mấy bộ thôi em sale ha. Chị nào muốn xem bà ba thì comment lên giúp em là lên bà ba để em lên cho. Rồi em còn một bộ này là màu tím cẩm, size số 1. Tím cẩm nha các chị, size 1. Đó, chị đẹp nào vừa này lên giúp em mã tím cẩm 1 giùm em ha. 40-50kg, chất thun co giãn. Rồi lên mã tím cẩm size 1 giùm em ha. Các chị còn xem lâu lâu chấm bài hoặc là chia sẻ giùm em một lượt về trang cá nhân để cái bài của em nó đừng bị trôi đó mấy chị. Rồi màu này là màu tím cẩm. Đẹp chưa mấy chị? Chất thun nè. Co giãn cực kỳ cho em nha. Cái này bầu bí con trang được mọi người ơi. Bầu bí mặc được nha. Rồi lên giúp em màu tím cẩm. Size 1 tím cẩm. Rồi em còn một bộ hồng phấn size số 5, chị nào vừa size số 5 chốt này mấy chị đẹp. Còn một bộ màu hồng phấn size 5 65-70kg. Chốt giúp em mã hồng 5 nha. Rồi lên mã hồng 5 giùm em. Lên giúp em mã hồng 5 mấy chị đẹp gái ơi. Rồi bây giờ em lên mẫu gì các chị đẹp. Bà ba nha, áo bà ba bông 60.000 một áo. Lên áo bà ba bông 60.000 một áo cho các chị nha. Chị nào mua nguyên bộ là 120. Bán sale luôn. Các chị em like á, mấy chị đừng có hối. Đừng có hối em. Hối là em không có like được. Chị đẹp gái ơi, lên bà ba. Hết rồi chị ơi, nó còn có mấy 2-3 bộ gì em mới sale á chị đẹp. Còn mấy bộ em mới sale á chứ nó không còn nhiều chị ơi, còn 3-4 bộ gì á. Rồi em lên bà ba bông, chị nào muốn xem bà ba bông vào chốt mấy chị yêu ơi, 60.000 một áo. Chị Ánh Dương ơi, mẫu đó em hết nha. Rồi bà ba bông 60.000 một áo, chị yêu nào mình vừa chốt giùm em. Chất thun gân co giãn. Bao đẹp luôn nha mọi người. Rồi có size từ 1 tới 5, 40kg tới 70kg luôn. Chị nào mặc size nào thì lên chiều cao cân nặng cho em lấy size cho nha. Xả bộ hồng. Rồi đến chút nữa chiều em chốt đơn mà em coi bộ nào em xả ra cho nha chị đẹp.
Rồi mấy chị ơi, mấy chị thích lên mẫu nào bà ba các chị có thích không? Em lên xong rồi em qua mẫu khác cho mình nha. Mẫu em mặc này mấy chị ơi 60.000 một áo, chị nào thích cái mẫu này chốt giúp em. Chị nào mua nguyên bộ 1.2, còn áo lẻ là 60.000 một áo. Rồi chốt giúp em mã này, mã beo đỏ nha. Mã beo đỏ giùm em. Em còn size 1, 2. 1, 2, 3, 4 mã beo đỏ. Từ 40kg tới 65kg, mã này em còn 1, 2, 3, 4. Mã beo đỏ nha các chị đẹp ơi. Chốt mã beo đỏ giùm em. Mẫu bà ba. Lên với quần đen ống rộng nha mấy chị đẹp. Rồi chốt giúp em mã beo đỏ size 1, 2, 3, 4. 40kg đến 65kg. Mấy chị đẹp ơi, mấy chị có thích xem mẫu này không vậy? Rồi cái này lên giúp em mã này mã hoa cam, em còn size 1, size 3. Size 1 40 50 kg, size 3 55 tới 60 kg, chốt mã hoa cam size 1 3 giùm em ha, mẫu nha em mặc nha mấy chị đẹp. Áo và ba bông nha, 60.000 một áo. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên giúp em mã hoa cam size 1 3. Chốt hoa cam 1 3 giùm em. Em lên mấy cái mà em thấy mấy chị im ru quá là em biết không thích thì em sẽ bỏ mẫu này em qua mẫu khác nha. Nãy em like á, em đang like đồ bộ thì các chị cứ biểu lên bà ba, lên bà ba. Lên bà ba thì không thấy ai comment hết. Rồi cái này hoa vàng. Chị Bắc Lê ơi, chị hỏi em cái gì, có cái gì chị? Màu khác hả? Có mẫu khác hay là chị hỏi mẫu khác hay là bà ba khác? Bà ba thì em có bông và áo màu nha chị ơi, áo bông, bông và áo một màu. Rồi cái này lên với em mã hoa vàng, em còn size số 5. Mã hoa vàng em còn size 5 nha mấy chị đẹp gái. Chị hỏi em là bà ba màu hay là cái gì chị Bắc Lê ơi? Bà ba màu em có nha, bà ba một màu em có nha. Rồi lên với em mã hoa vàng. Tại em muốn sale áo bông cho nó hết để em về bông mới. Rồi hoa vàng size 5, 65, 70kg. Em chào chị Hiền, hello chị đẹp. Nhớ chị ơi, chiều em còn gọi điện em chốt đơn cho mình nữa mà. Rồi hoa vàng. Đây nè, chị nào mà thích mẫu áo một màu là mẫu này nha chị. Mấy chị đẹp ơi, áo một màu đây ha. Đây áo một màu đây. Áo một màu là 75.000 một áo nha mấy chị. Rồi đây áo một màu. Chị đẹp nào thích áo một màu lên áo một màu nha. Đó, đẹp chưa? Bao xinh luôn. Rồi một màu nha mấy chị ơi, 75.000 một áo, 135.000 một bộ, 60.000 một quần, 75.000 một áo. Rồi chị đẹp thích màu này không? Chị nào thích cái này lên giúp em mã hồng tươi nha. Em còn size 1 và size 4, chốt hồng tươi cho em nè. Size 1 40-50kg em mặc hơi rộng mấy chị. Chị nào dưới 45kg mặc hơi rộng nha. Dưới 43kg mặc hơi rộng. Rồi lên cho em màu hồng tươi size 1, size 4. Size 1 là 43 đến 50kg, size 4 là 60 đến 65kg vừa. Rồi lên giúp em mã hồng tươi. Chị Bắc Lê hỏi em là áo và ba màu hay là chị hỏi em là có mẫu khác không? Em biết nha. Rồi màu hồng tươi giùm em. Rồi em có màu này là màu măng cục nha mấy chị. Măng cục màu này các chị hay đi chùa mặc được nè. Rồi màu măng cục em còn size 2, 3, 4. Chốt mã măng cục size 2, 3, 4 cho em. Size 2 50 đến 55kg, size 3 55, 60 và size 4 60, 65kg vừa. Lên giúp em màu măng cục. 75.000 một áo nha các chị ơi, 60.000 một quần. Rồi chị nào thích màu này lên mã măng cục giùm em ha. Màu măng cục. Alo. Dạ. À chị Mì á hả? Dạ, em nghe chị. Bà chị lấy màu gì? Màu đỏ tươi 70 cân đúng không? Dạ rồi rồi. Rồi vậy em gửi chị luôn ha.
Dạ dạ. Số 5 chứ bữa trước nói chung là chị mặc cái số nào thì giờ em gửi số đó. Bữa trước chị lấy số mấy? Số 5 mà. Hay số 4? À 70 cân là mặc số 5 nha chị. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi em gửi địa chỉ cho chị luôn ha. Tên là chị Ánh hả chị? Lánh hả? Dạ dạ dạ. Dạ rồi rồi rồi. Dạ 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 dạ. Dạ rồi rồi. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ dạ rồi chị tắt đi chị. Chúc em gọi lại cho. Hồng tươi số 1, ok chị, bác Lê hồng tươi số 1. Rồi màu măng cục em còn size 234 chị nào vừa chốt măng cục 234 lên giùm em. Cái hải cao rồi để bông 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 đẹp về con chốt cho cô nha. Bác cô lên. Hồng tươi 1. Rồi em lên tiếp măng cục chị nào thích chốt giùm em nè. Rồi màu này màu đỏ tươi nha mấy chị ơi. Đỏ tươi em còn size 1, 2, 3, 4 mã đỏ tươi nha. 1, 2, 3, 4, 40kg cho tới là 65kg màu đỏ tươi nha mấy chị ơi. Màu đỏ lên với quần đen bao đẹp bao sang luôn. Đỏ tươi. Rồi chị đẹp là thích chốt đỏ tươi giúp em nè. Đó, màu đỏ tươi mấy chị. Quá đẹp. Rồi chị đẹp nào thích màu đỏ tươi. Mấy chị biết không, bà ba đó khách mới vừa nhận hàng bảo đẹp quá, gọi điện đặt thêm bộ nữa đó mấy chị yêu. Rồi chốt cho em màu đỏ tươi. Size 1, 2, 3, 4 mã đỏ tươi giùm em nha. 1, 2, 3, 4 lên mã đỏ tươi giúp em nè. Ok cô nha, tầm chừng 3 ngày nữa, 3, 4 ngày gì đó hàng về tới đó, là có bông mới con gửi cho cô. Tại mấy cái bông này là cô có hết rồi. Mấy bông này là cô có hết rồi ha. Rồi màu đen nha mấy chị ơi, chị nào thích đen lên áo đen cho màu đen cho em này, dưới quần đen một bộ đen luôn. Chị Nguyễn Thị Mến. 1m50 54kg. Mặc size số 3 cho em nha chị. Màu đỏ tươi size số 3 ok chị nè. Rồi em lấy size số 3 màu đỏ tươi cho chị nha. Rồi đỏ tươi size 3 cho chị Nguyễn Thị Mến. Rồi màu đen mấy chị ơi, em còn size 1, 2, 3, 5 mã đen. Chị nào vừa chốt mã đen giúp em nha. Đây mấy chị đẹp. Dạ, với lại bữa trước cô có hai cái áo và ba màu con gửi, con gói lại gửi một lần luôn. Rồi chốt cho em màu đen mấy chị ơi, màu đen bao đẹp luôn. Chốt đen giúp em nha. Rồi đen size 1, 2, 3, 5 hết C4. Lên đen size 1, 2, 3, 5 giùm em. Màu xám. Em có màu xám mà màu nó là màu lam á chị, để em lên cho nha. Có màu lam nha chị ơi. Rồi lên mã đen kèm size 1, 2, 3, 5 mã đen. Rồi em có màu này là màu tím than size 2, 3, 4, 5 mã tím than. Màu tím than này mấy chị đẹp. Rồi màu tím than lên bao sang luôn nha. Tím than đây mấy chị ơi. Tím than. Chị đẹp nào thích chốt cho em mã tím than nè. Cô Hải Cao ơi, 4 ngày nữa áo bà ba bông con về tầm 10 bông, 15 bông á, đẹp lắm. Cô lên lựa đi. Áo bông rất là đẹp, đợt này về đẹp cực kỳ luôn á. Trời ơi màu tím than này mấy chị ơi. Sang chưa? Mua cho mẹ, mua cho bà, mấy cái màu này mua được nè mấy chị.
Rồi chốt cho em tím than size 2, 3, 4, 5 màu tím than mấy chị ơi, 50kg cho tới 70kg mã tím than, 50kg tới 70kg màu tím than giùm em nha. Đẹp chưa? Rồi chị đẹp nào thích lên tím than giúp em nè. Các chị mà mua cho mẹ thì nhớ mua lên 1-2 size giùm em nha. Tại size của các mẹ là mặc rộng chứ không mặc ôm như mình nha các chị. Rồi em có cái màu này nè chị đẹp, nó là màu lam chứ không phải là màu xám. Màu lam nha. Đây, màu lam này mỏng một bông. Chị đẹp nào thích chốt cho em mã lam. Em còn size 3, size 5 màu lam, màu hay đi chùa đó mấy chị yêu. Rồi cái này là size số 3 lận nè mấy chị, 55-60kg vừa. Rồi chốt cho em mã lam. Em còn size 3, size 5 màu lam mấy chị ơi. Màu này là màu già già mặt nè. Không có đồ bộ chị Đạo Phượng ơi, em chỉ có quần đen với áo màu thôi chị đẹp. Đồ bộ mặc xấu lắm, đồ bộ bà ba á, mặc xấu. Rồi chốt cho em màu lam nha mấy chị ơi, size 3, size 5 mã lam lên giùm em. Size 3, 5 màu lam. Rồi em lên màu này màu tím nhạt. Còn cái size số 1 tím nhạt, chị nào vừa chốt tím nhạt giúp em size số 1 43-50kg vừa. Dưới 43kg mặc hơi rộng nha các chị ơi. Rộng về bóp lên lại mặc được hết, 40kg về bóp lên lại mặc được không sao. Trời ơi màu tím nhạt. Rồi chốt tím nhạt giùm em mấy chị đẹp. Màu tím nhạt bao đẹp luôn. Rồi lên mã tím nhạt giùm em nha. Size số 1 43-50kg. Nói chung 40kg vẫn mặc vẫn được nha. Em 41kg nè. Rồi lên tím nhạt giùm em ha. Tím nhạt. Rồi em lên màu này là màu vàng nghệ nha mấy chị đẹp gái. Vàng nghệ kèm size 1, 2, 3, 4 cho em. Màu vàng nghệ. Đây nha mấy chị ơi, vàng nghệ nha. Đó, chị yêu nào mình thích lên mã vàng nghệ giúp em nè. Rồi màu vàng nghệ cho em. Đẹp chưa mấy chị? Size em còn size 1 1, 2 vàng nghệ còn size 1, 2, 4. Rồi vàng nghệ còn size 1, 2, 4 nha. Size 1, 40-50kg. Size 2, 50-55kg. Và size 4, 60-65kg. Chốt mã vàng nghệ 1, 2, 4 lên giùm em. Màu vàng nghệ lên rất là trắng da nha mọi người ơi. Rồi chốt mã vàng nghệ 1, 2, 4 nè. Màu vàng nghệ có chị ơi, đồ bộ có mà em lên nãy giờ đồ bộ em lên lúc đầu á chị. Chị thích đồ bộ kiểu gì chị nói em ha. Rồi em lên màu này xanh coban. Chị nào thích chốt xanh coban giùm em. Ok chị Đào Phượng nha. Rồi màu xanh coban em còn size 1, 3, 4, 5 mã xanh coban nè. Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị muốn xem bộ gì chị, em có cái bộ này nè mà chị bao nhiêu ký nữa để em coi thử còn nha. Đồ bộ còn nhiều lắm mấy chị, đồ bộ còn rất là nhiều luôn á, nhiều mẫu lắm. Rồi xanh coban nè mấy chị đẹp gái, xanh coban size 1, 3, 4, 5 giúp em mã xanh coban. Em hết size 2 nha, màu xanh coban đẹp chưa đó, màu xanh coban nha mấy chị ơi. Rồi em còn size 1, 3, 4, 5. Size 1 là 40-50kg. Size 3 55-60kg. Size 4 60-65kg. Và size 5 65-70kg dùm em. Có đồ bộ vải đuổi không? Không có chị Nguyên Khánh ơi. Em không có vải đuổi. Sân cô ban ok chị. Mến là sân cô ban. Rồi xanh cô ban 3 nha. Chị là 54kg, 1m50 là mặt size số 3 vừa. Rồi em có đỏ đô. Chị Nguyễn Hạnh 56kg. 56kg em hết rồi chị ơi. Size số 3 mẫu 56kg đồ bộ. 56kg em còn cái mẫu này nè, em lên chị có ưng thì lấy nè. Rồi đỏ đô mấy chị đẹp.
đẹp chưa? Rồi đỏ đô em còn size 1345 hết size 2. 1345 hết size 2 mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Chất thun rất là dày. 56kg em có cái mẫu này nè chị Nguyễn Hạnh, em lên thử chị có ưng thì lấy nha. Mẫu này em đang sale 80.000 một bộ, bao đẹp luôn. Rồi áo này là 75.000 một bộ nha chị Tuyết, 75.000 một áo nha chị Tuyết Minh ơi. Rồi màu đỏ đô giùm em nha. Chị em nào vừa chốt em mã đỏ đô. Đỏ đô mấy chị đẹp chưa? Màu đỏ đô. Mà em lên là đỏ đô nha. Rồi em có bộ này nè, em sale 80.000 một bộ nè, em còn size 2 và size 3 thôi, em sale 80.000 chị em nào mình thích chốt giùm em nè các chị đẹp. Còn size 2 và size 3 thôi nha mấy chị ơi. Đó. Đây mẫu này nha mấy chị đẹp ơi, quần dài ống ôm áo sắc nách. Bà ba tím nhạt số 1 lấy cho chị. Ok chị Nguyễn Thúy nha, tím nhạt số 1. Rồi đây. Lăng Minh ơi, đồ lửng mà size 70kg em hết rồi chị đẹp gái ơi. Đồ lửng mà size 60kg đổ lại thì em còn 60-55kg đổ lại thì mới còn nha. Ok chị Nguyễn Tiết, lửng 70kg em hết. Mấy chị có đơn á, inbox cho em xin địa chỉ luôn đi mọi người ơi. Rồi em lên cái mẫu này nè mấy chị đẹp, 80.000 một bộ nha, chất thun gân rất là dày luôn nha mọi người ơi. Rồi bộ này chị nào vừa chốt cho em nè, size số 2. 50-55kg vừa chốt giúp em, mã này là mã hồng 2 giùm em nha. Rồi lên mã hồng 2 giúp em, quần dài ống ôm. Ngồi cái mấy chị ơi đúng không? Đây nha mấy chị, quần là quần dài ống ôm nha. Bao sang luôn, bộ bông. Rồi chị đẹp nào thích lên giúp em mã hồng 2 nè. 80.000 mấy chị. Rồi áo của nó nè, dễ thương chưa. Rồi lên mã hồng 2 giùm em. 101 nha các chị ơi, em sale còn 80 bởi vì nó còn size 2 và size 3 không thôi. Rồi hồng này còn số 2, chị nào vừa chốt mã hồng 2 lên giúp em. Trời gì. Cho em trên này luôn cũng được chị Ánh Dương. Mà các chị cho địa chỉ, các chị nhớ là số điện thoại và liên hệ được nha mọi người. Nhiều chị cho địa chỉ á là em không có gọi lại, em gửi hàng luôn á thì hàng tới gọi hoài không được là bị bơm hàng về. Rồi lên cái này cho em mã xanh ngọc, em còn size 2 và size 3. 56kg chị mặc size số 3 giùm em nha chị Nguyễn Hạnh ơi. Cái nào em lên có size số 3 mà chị thích thì chị chốt nha. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên giúp em mã xanh ngọc. Xanh ngọc size 3, size 2, size 3 mã xanh ngọc. Xanh ngọc 23 lên giúp em. Rồi xanh ngọc 23 nè. Mã hoa vàng. Rồi hoa vàng này em còn size số 2 cho các chị 50-55kg. 47-55kg là mặt đẹp size số 2 nha các chị. 47-55kg mặt đẹp size số 2 tại vì nó còn tùy thuộc vào chiều cao. Ví dụ như 47kg 1m50 mặt size 2 vừa, nhưng mà 55kg 1m6 mặt size 2 cũng vừa giùm em nha. Đó, tùy thuộc vào chiều cao. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng. Mã vàng size 2. Vàng em còn size 2 nè. Các chị đẹp nào có thích mẫu này không? Mấy chị đẹp không thích thì em lại qua mẫu nha. Rồi lên mã hoa nâu size 2 giùm em. 47-55kg. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Chốt cho em mã hoa nâu nha. Hoa nâu đây mấy chế. Lên mã hoa nâu giúp em. Rồi lên cho em mã hoa nâu size 2. Hoa nâu 2 giúp em nè. Hoa nâu 2.
ở với em không có like theo yêu cầu là gì á, mấy chị hỏi hỏi nhưng mà lên nó mấy chị không có, nghĩa là em lên mẫu phải mẫu nào ưng là các chị chốt, nó like theo yêu cầu cực lắm. Trời ơi cái bộ này đẹp quá mấy chị, bộ này size số mấy ta, rồi size số 3 nè mấy chị ơi, cái bộ này họ tiết đẹp chưa, chốt với em mã hồng 3 nha, quá đẹp. Lên mã hồng 3 giùm em, 55-60kg vừa size số 3, chốt giùm em hồng 3. Hồng 3 mấy chị đẹp gái. Đây, đẹp chưa? Rồi lên mã hồng 3 giúp em nè. Trời ơi cái chất thun nó quá là đẹp luôn á. Chị Ánh Dương hồi nãy giờ chị đặt cái gì ta, chị được mấy món ta? Hình như chị được có 1 món, 1 hay 2 món gì vậy? Chị Ánh Dương ơi, phải đủ đơn 3 món em mới đi đơn nha. Rồi lên giúp em mã hồng size số 3 nè, hồng 3 giúp em. Chị Nguyễn Tuyết cho địa chỉ luôn nè. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Tuyết nè. Cái chị nào có đơn cho em địa chỉ luôn á thì chiều em chốt đơn, em đi hàng em khỏi gọi điện lại nha mấy chế. Em khỏi gọi điện nha. Rồi mã này lên cho em mã hoa trắng. Hoa trắng mấy chị ơi, hoa trắng nè. Size 2. Rồi hoa trắng thì em còn size 2 nha. Size 2, size 3, chị nào vừa chốt mã hoa trắng size 2, 3. Rồi hoa trắng size 2, 3 giúp em. Trời ơi cái hoa tím này đẹp quá trời luôn nè, size số 2. Ủa size số 3. Hoa tím này size số 3 mấy chị. 55-60kg vừa size số 3, chốt cho em mã hoa tím size 3. Rồi hoa tím size 3 giùm em. Ok chị Ánh Dương nha. Có bà ba màu tím đậm. Màu tím đậm có mà hết rồi chị ơi. Em còn màu tím than được không chị đẹp? Còn màu tím than được không? Rồi em còn màu xám nữa, em qua mẫu khác. Chị Hồng Thấm ơi, em còn màu tím than thôi chị, hết màu tím đậm rồi. Rồi mã này lên giúp em mã xám, hoa xám mấy chế, hoa xám, hoa xám. Hoa xám giùm em. Chị Lăng Minh, số 6 hả chị? Mẫu này em còn số 2 và số 3 thôi. Mẫu này em còn size 2 và size 3. Mẫu này là không có số 6, chỉ có mẫu bộ hồi nãy mới có số 6 thôi. Rồi màu tím em có màu tím than được không? Chị đẹp gái màu tím than màu này nè chị. Đâu rồi? Tím than đây. Chứ màu tím đậm em cũng có nhưng mà hiện tại là hết màu tím đậm. Đây nè chị Hồng Thắm, màu tím than nè, em còn size 2, 3, 4, 5 là 40, 50kg cho tới là 70kg nè. Màu tím than nè chị. Đây màu tím than nha, đó. Màu tím than ơi, rất là sang luôn đó. Trời, chị đẹp là thích cái này, lên mã tím than giúp em size 2, 3, 4, 5, 50kg cho tới 70kg. Ok chị Nguyễn Mớm nha, cảm ơn chị đẹp. Rồi tím than mấy chị yêu ơi, chốt giùm em tím than. Rồi em có màu này màu nâu, em còn size 2, 3, 4, 5 mã nâu. Chị đẹp nào thích lên cho em mã nâu. 48kg chị cao bao nhiêu chị Hồng Thắm? 48kg mặc size số 2 là được rồi nha chị. 48 mặc size số 2 là được rồi nha. Nếu mà chị cao 1m50, trên 1m55 thì chị mặc size 1. Dưới 1m55 thì mặc qua size 2 giùm em. Đó. Nếu mà mình cao trên 1m55, 1m55 trở lên đó mặc size 1 nha chị. Dưới 1m55 mặc size số 2 giùm em nha. Và nếu mà size 1 em còn cái màu tím này cũng đẹp lắm này, để em lên cho. Rồi màu này màu nâu. Chị nào thích màu tối hoặc là mua cho mẹ cho bà thì chốt cái màu này nè mấy chị đẹp, nâu kèm size 2, 3, 4, 5 mã nâu. Rồi lên cho em mã nâu size 2, 3, 4, 5. Màu nâu mấy chị ơi. Cao 1m58 vậy chị mặc size số 1 giùm em nha. Đây em còn cái tím này size số 1, còn cái duy nhất size 1 nè chị đẹp. Màu tím nè. Màu nâu cho chị Lăng Minh. Bà ba là 65-70kg nha chị Lăng Minh. Size 5 là 65-70kg nha chị đẹp. Ok em chốt chị cái nâu. Rồi cái tím nè chị Hồng Thấm Trinh ơi, 48-50m58 là mặt size số 1. Đó em còn cái tím này size 1 đẹp chưa? Đó, chị thích thì chốt cho em mã này tím 1 nha. Rồi mã nâu. Mã nâu em để đâu rồi?
chốt 05 cho chị Lân Minh nha. 05 em còn cái tím này size 1 nè chị. Chị Hồng Thấm Trinh ơi, đẹp nè chị, cái tím này đẹp quá trời nè. Đó. Mét 55 50 kg size số 1 vừa nha chị Nguyễn Tiết ơi. Nói chung 1m55 50kg size 1 vừa, dưới 1m55 qua size 2 giùm em. 70kg mặc size 5 là vừa đẹp luôn. Rồi, tím này của chị Hồng Thấm Trinh nè, ok chị đẹp. Có màu hồng sen hả? Màu hồng sen em có mà để em coi size 1 còn không nha. Hồng sen thì như em hết size 1 luôn rồi sao á. Chị Hồng Thấm Trinh. Màu hồng sen đúng không? Hồng sen hết rồi mấy chị ơi. Hồng sen có nè, nhưng mà chắc để con hết. Hồng sen còn size 3 và size 4 thôi mấy chị. Đây 2, 3, 4. Màu này màu hồng sen nha mấy chị ơi. Màu hồng sen nè. Màu hồng sen còn size 3 và size 4 thôi. Hết size 1, 2 mấy chị đẹp gái. Đây màu hồng sen em còn size 3 và size 4 nha. Đó. Size 3 55-60kg, size 4 60-65kg vừa. Rồi chị đẹp nào vừa chết cho em mã hồng sen. Hồng sen là màu này nè mấy chị. Hồng sen size 3, size 4 giùm em mã hồng sen. Rồi em có màu này là màu tím sen này. Còn size 1, 2 chị nào mà size 1, 2 chốt của chị màu tím sen lên cũng rất là đẹp luôn. Màu tím sen nha. Rồi em lên màu tím sen cho mình nè. Màu tím sen em còn size 1, size 2 chị nào vừa chốt. Màu tím sen nha mấy chị ơi, đây màu này màu tím sen cũng đẹp xuất sắc luôn á. Hết đồ lửng size 70kg rồi chị Lan Minh ơi, đồ lửng 70kg em hết rồi nha chị ơi, em trả lời chị nãy giờ đó. Hết lửng 70kg rồi. Nha chứ đẹp. Ok chị Hồng Thấm Trinh nè. Ok chị Lăng Minh nha. Rồi màu này màu tím sen nè mấy chị đẹp gái. Chị yêu nào thích lên cho em tím sen. Em còn size 1 và size 2. Đây mấy chị em là 41kg. Em mặc còn rộng nha. Thì tới 50kg là vừa size số 1. 50kg phải cao 1m55 trở lên nha mấy chị. Rồi lên cho em màu này màu tím sen. Tím sen mấy chị đẹp gái ơi. Rồi chốt tím sen giúp em nha. Tím sen giùm em. Rồi cái này lên giúp em màu hồng. Màu hồng em còn size 1, 2 luôn. Chị nào vừa chốt em mà hồng size 1, 2. Nói chung là màu nào cũng có hết đó chị. Nhưng mà hiện tại là em hết. Hết size thôi. Cho nên là em lên cái nào mà có size thì các chị chốt nha. Màu xanh ngọc là em còn size số 5 thôi. Đây nè màu xanh ngọc. Em lên chưa? Rồi cái này lên giúp em hồng size 1, size 2 mã hồng mấy chị đẹp gái, hồng 1, 2 giúp em. Màu hồng. Mét 63 57kg. Chị Hồng Thấm Trinh ơi, em lên cho chị cái màu cam này rất là đẹp luôn, chị có thích thì chốt nha. Mét 63 57kg mặc size số 3 cho em nha chị Kiều Lan Phạm. Tím sen số 1 cho chị Nguyễn Tí. Còn tím sen 1 nha. Tím sen em còn size 1 và size 2 là mấy chị đẹp. Tính ra em mặc nó còn rộng lắm mấy chị, mặc ôm luôn mới đẹp.
Em lấy nâu cho chị rồi đó, chị Lan Minh ơi. Em lấy nâu cho mình rồi nha. Rồi màu em mặc là màu hồng mấy chị ơi. Màu hồng thôi nha. Chị nào vừa chốt giúp em hồng, lên mã hồng giùm em. Chị Nguyễn Tuyết. Rồi hồng này em còn size 1, size 2. Chị nào vừa chốt mã hồng 1, 2 lên giùm em. Hồng 1, 2. Rồi em có màu xanh này. Xanh này nè, là xanh gì đây, màu xanh biển này mấy chị, mà em còn size số 5 thôi, 65-70 kg vừa. Màu này là màu xanh biển nha, xanh ngọc đó, chị nào kêu xanh ngọc, xanh ngọc đó. Chị đổi tím sen, chị lấy màu hồng. Ok chị Nguyễn Tuyết nha, đổi tím sen lấy màu hồng đúng không. Rồi em bỏ hồng một cho mình nha. Rồi em có màu này là màu hồng ruốc này mấy chị, em còn size 1, 3, 4, 5 màu hồng ruốc. Hồng sen số 3 hết, hồng sen size 3 rồi chị. Size 3 em hết hồng sen size 3 rồi nha. Size 3 em còn 1, 2 à. Rồi màu hồng này nè, em còn size 1, 3, 4, 5. Chị nào vừa chốt với em màu hồng ruốc nha mấy chị đẹp gái, hồng ruốc. Rồi lên màu hồng ruốc giùm em. Hồng ruốc size 1, 3, 4, 5 mã hồng ruốc nè mấy chị. Màu em lên là màu hồng ruốc nha. Đó em đứng gần mấy chị xem nè. Nó màu gì, màu thế thế. Rồi chị đẹp là thích cái này, lên hồng ruốc giùm em. Lấy số 5 màu xanh cho chị. Đây nè, màu này là mấy chị đẹp, màu này là màu xanh, xanh ngọc nè. Mà em còn size số 5 mà. Đó. Đây là xanh ngọc nha. Đó, em còn size 5. Ok chị Nguyễn Tiết nè. Rồi màu em mặc là màu hồng ruốc, em còn size 1, 3, 4, 5 mã hồng ruốc. Chị Nguyễn Tuyết. Hồng sen size 3 em hết rồi chị Kiều Lan Phạm ơi. Rồi hồng ruốc nè mấy chị đẹp. Đây mặt còn rộng hơn. Rồi lên hồng ruốc giùm em. Rồi em lên tiếp màu này màu xanh lá đậm nè, em còn size 1 và size 4, chị nào vừa chốt nha. Màu xanh lá đậm. Đây. Xanh lá đậm đẹp lắm mấy chị. Em còn size 1, size 4, chị nào vừa chốt em mã xanh lá đậm size 1, 4. Thường là bà ba mấy chị biết không, em like qua, em hàng về là em like qua một lần, hai lần là em ngưng. Tại vì like một, hai lần là nó lẻ size. Sau đó em không có like nữa. Tại em phải chờ hàng về tiếp đủ size thì em mới like lại. Cái này tại các chị yêu cầu em mới like á, chứ lẻ size là em ít like lắm. Tại lẻ size like rất là khó luôn. Có chị chốt không có, có chị cũng không muốn xem nữa. Rồi màu này là màu xanh lá đậm. Em còn size 1 và size 4. Chị nào vừa chốt mã xanh lá đậm giúp em nha. Xanh lá đậm mấy chị ơi, size 1, 4. Xanh lá đậm 1, 4. Rồi em còn màu này là màu cam đất này, còn size số 1, chị nào vừa chốt cam đất 1 giúp em. Chị Hồng Thấm Trinh nè, lấy màu này không chị đẹp, cam đất. Màu cam đất đẹp lắm mấy chị, em còn cá số 1. Đây nha mấy chị ơi, chị nào vừa chốt cho em mở cam đất 1 giùm em nè. Đó, màu cam đất nha mấy chị. Đẹp chưa? Cam đất chứ đẹp rồi, thích lên cho em màu cam đất. Còn size 1 luôn. Xanh lá 1, ok chứ đẹp. Rồi cam đất giùm em nha, xanh lá 1, ok chị. Rồi màu em mặc là cam đất nè mấy chị đẹp.
Rồi cam đất size 1 luôn, chị nào vừa lên mã cam đất 1 giùm em nha. Màu vàng đó chị đẹp gái. Màu vàng tươi em còn size 2, size 4, chị nào vừa chốt em mã vàng tươi size 2, 4 nha. Vàng tươi. Vàng tươi size 2, 3, 4 mấy chị đẹp. Vàng tươi size 2, 3, 4 giùm em. Màu này màu vàng tươi nha mấy chị đẹp gái ơi, size 2, 3, 4. Rồi vàng tươi size 2, 3, 4 giúp em nè mấy chị yêu. Màu em lên là màu vàng nha. Em chào chị Ngân. Rồi chốt em vàng tươi size 2, 3, 4 nè mấy chị đẹp. Chị nào thích màu tươi chốt nha. 50kg đến 65kg mã vàng tươi. Rồi em có màu này màu xanh đậu size 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 màu xanh đậu. Màu xanh đậu nha mấy chị, size 2, 3, 4. Rồi đẹp quá mấy chị ơi. Màu xanh đậu size 2, 3, 4 lên giùm em nha. Rồi lên cho em màu xanh đậu nè mấy chị. Màu này ở ngoài cái màu nó xanh hơn ở trên hình một xíu, chứ không phải xám như vậy đâu chị. Đó, ở ngoài nó sẽ xanh nha. Rồi chốt cho em mã xanh đậu size 2, 3, 4 màu xanh đậu. Rồi coi còn màu nào nữa không. Màu xanh lá tươi. Màu xanh lá tươi mấy chị ơi, em còn size số 5, size số 4, size số 5. Size số 4, size số 5 nha. Đây màu xanh lá tươi. Size 4, size 5 chị nào vừa chốt cho em mã xanh lá tươi size 4, 5. Size 4 60 đến 65kg, size 5 65 70kg. Rồi chốt mã xanh lá tươi size 4, 5 lên giùm em nè. Xanh lá tươi size 4, 5. Rồi em có màu này là màu hồng phấn. Hồng phấn em còn size 1, size 2, chị nào vừa chốt mã hồng phấn 1, 2 nha. Hồng phấn size 1, size 2. Đây mấy chị đẹp. Hết cái này em lên cái gì ta? Lên là bộ tiếp hả? Rồi hồng phấn 1, 2 nè mấy chị yêu ơi. Hết này em lên áo hoa đi, hồi nãy đang lên áo hoa đó. Rồi hồng phấn size 1, size 2 giúp em nha mấy chị đẹp gái ơi, hồng phấn. Đó, màu em lên màu hồng phấn nha, đẹp chưa? Chị nào thích màu này lên mã hồng phấn giùm em nha, size 1, 2. Rồi thôi em không lên mà 3 nữa nha các chị, qua mẫu khác cho mọi người nha. Qua mẫu khác nha mấy chị ơi, lên bộ lửng tiếp nha. Là lên áo len nha mấy chị ơi, áo len với đầm đồng giá 40 ngàn. Bây giờ em lên áo len với đầm đồng giá 40 ngàn, chị nào vừa chốt nha. Chốt. Rồi em có mẫu đầm này 45 ngàn một cái nè các chị đẹp. Đầm này resize hơn 40 đến 57kg vừa, chị nào cao thì chị nào cao 1m6 thì 60kg vừa nha. Đầm đi, đầm em có hết rồi mà em ơi. Người là niềm đau, đầm thì mấy cái mẫu mới chờ. Đầm 40 ngàn thì chờ chị xíu nha. Em lên. Không mà chị báo bill cho em rồi đó. Em có lấy hàng chưa? Rồi mã này đầm 3 tầng các chị, 2 dây nhún. Trời ơi, đẹp chưa, 45 ngàn cái này nha các chị ơi. Mẫu này 45 ngàn, chị yêu nào mình thích chốt cho em vàng. Trời ơi, bao xinh luôn á. 45 ngàn đầm 3 tầng như thế này các chị, đuôi size 40 đến 57kg vừa, chị nào cao cao á thì 60kg vừa nha. Dễ thương chưa? Rồi 45 ngàn thôi mấy chị, em có màu vàng nè.
Rồi em có màu vàng nè mấy chị ơi. Màu vàng nha. Rồi màu đỏ đô giùm em, đầm em lên 45.000 một đầm nha, đỏ đô. Chị Kim Khoa, chị hỏi quần gì chị ơi? Chị hỏi quần gì? Quần đen em mặc hồi nãy là quần bà ba nha chị. Rồi màu đỏ đô giúp em nè. Màu cam đất, vàng đỏ đô cam đất. Mẫu em đang lên 45.000 một cái nha mấy chị. Rồi hồng ruốc giùm em ha. Hồng ruốc và màu xanh rêu. Rồi vàng, hồng ruốc, đỏ đô, xanh rêu giúp em nha các chị ơi. Cam đất 5 màu. Mẫu em lên 5 màu nha, vàng, hồng ruốc, đỏ đô, cam đất và màu rêu. Vàng, hồng ruốc, đỏ đô, cam đất và rêu nha, 45.000, quá đẹp luôn. Rồi chị yêu nào thích chốt giúp em. Đầm nha, đầm kèm màu giùm em, kèm số điện thoại. Rồi lên lộn xộn đầm với lại áo len kiện 40.000 một cái nha các chị ơi. Rồi một cái cổ lọ nè, cái này các chị chốt mã số 1 giùm em nha. Rồi lên giúp em mã 1, 58kg đổ lại vừa, chốt mã 1 cổ lọ nha mấy chị ơi. 58kg đổ lại vừa, này mặc với quần rinh hoặc là chân váy bao đẹp cho các chị luôn. Rồi chốt giúp em mã 1, đồng giá 40.000. Hồng phấn bao nhiêu một cái là chị hỏi áo hả chị Kim Khoa? Áo bà ba là 75.000 một áo nha chị. Áo bà ba một màu nãy em đang lên màu hồng phấn đó. Nói chung màu nào cũng vậy hết là 75.000 một áo nha chị đẹp gái ơi. Dạ áo bà ba 75.000 nha chị đẹp. Rồi cái này lên cho em mã 1 nha mấy chị. 58kg đổ lại vừa, chốt mã 1. Mã 1 giúp em. Em mình biến tay vậy. Rồi mã 1 giùm em nè. Rồi cái này 52kg đổ lại, chị nào vừa chốt giúp em mã 2 nha. Đó, mặc với quần sót dễ thương chưa. Rồi lên mã 2 giùm em, 52kg đổ lại. Nói chung mẫu này các chị chỉ sợ chật thôi, đừng có sợ rộng nha. Tại áo len mà mình mặc rộng rộng nó càng rộng càng đẹp. Rồi chốt cho em mã số 2. Mã số 2 nha mấy chứ. Đồng giá 40.000 lên mã 2 giùm em. Mã 2 nè. Lên lộn xộn nha, vừa đầm vừa áo len nha. Rồi cái này chốt giúp em mã số 3 mấy chị ơi, một cái đầm quá đẹp luôn, 58kg đổ lại vừa. Chốt mã 3 giùm em, 40.000 luôn nha mấy chị. Đầm là người ta sẽ phân loại riêng, người ta bán đầm này là phải 80-85.000 một đầm. Rồi chốt cho em mã số 3, 58kg đổ lại vừa, chốt mã 3 giùm em. Đây nha mấy chị ơi. Rồi mã số 3. Rồi cái này 60kg đổ lại vừa giùm em, lên cho em mã số 4. 40.000 một cái nha mấy chị. Rồi chốt mã 4. Tay dài ha. Mã 4 dây kéo phía sau nha. Rồi lên mã 4 giúp em. Dễ thương quá. 60kg đổ lại vừa, lên mã 4. Rồi cái này 65kg đổ lại vừa, lên cho em mã 5. Trời ơi cái sọc này dễ thương quá mấy chị. Dây kéo phía sau. Rồi chốt mã 5 giúp em nè. 65kg đổ lại vừa, chốt mã số 5. Đầm suông các chị thắt thêm cái nịch vô nữa rất là đẹp. Rồi chốt mã 5 giùm em nha. Đây, mã 5, 65kg đổ lại vừa, lên mã số 5. Rồi lên áo em nha. Trời ơi, một cái đầm đẹp quá mấy chị ơi. Rồi một cái đầm này nha các chị là 57kg đổ lại vừa nè, chốt cho em mã 6. Mã 6 mấy chị đẹp ơi, một cái đầm len nha. Rồi lên mã 6 giúp em. Cổ lọ, cổ này không phải cổ lọ mà kiểu giống như là các chị quấn một cái khăn ở cổ sẵn vậy đó. Rồi chốt cho em mã 6, mã 6 mấy chị đẹp gái, mã 6. Hồng phấn 55kg hả chị? 55kg chị cao 1m6 phải vừa size số 2. Còn dưới 1m50, 1m6 thì mặc qua size số 3 giùm em. Mà có điều là size số 3 em hết. Còn hồng phấn size số 3 em hết nha.
đường phóng của số 3 em hết rồi. Và 3 còn lẻ sai hả, cho nên là em muốn like. Màu khác thì còn số 3 màu đen với màu đỏ được, em còn số 3 nha chị. Còn cái này lên cho em mã số 7 mấy chị đẹp gái ơi, mã số 7. Rồi đẹp chưa? 57kg đổ lại vừa chốt mã số 7. Rồi mấy chị ơi em xuống like nha mấy chị đẹp. Thấy cái mấy chị rồi có vẻ đuối quá rồi thôi em xuống like nha. Bye bye mọi người, chị nào có đơn chị em gọi điện chốt đơn lấy địa chỉ, các chị nhớ nghe điện thoại giùm em nha. Bye bye mấy chị.